có anh Kiên làm lại này, còn Đạt cũng làm lại rồi, nhưng mà có thể là do làm Surface chưa có được nhiều thì có thể trong lúc làm thì chưa có nhớ được các bước. Vậy thì hôm nay em sẽ nói về cái bài giải đáp những cái nay em sẽ là mình sẽ làm tiếp cái phần này, nó bao gồm để cho nó hoàn thiện là cái phần giải đá, khoảng cách giữa các viên đá như nào, chiều cao so với bề mặt như nào, đá lớn hay đá nhỏ, chấu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào luôn. Và thứ hai nữa đó là phần cây đục, cây đục của cái viên đá, tức là đục ngàm của cái chấu đi này. Thứ hai nữa là đục cái phần phần khối giải đá này, đục những cái phần này để tạo ra những cái lỗ hổng. Rồi một cái phiên bản nó khác đi một chút, tức là cái ổ hột ở đây nó thành ổ hột chấu bao, ổ hột chấu bao của cái viên đá giọt này. Và thêm một chút nữa là cái phần gọi là cái phần đào lòng. Phần đào lòng là dành cho những cái món đồ như mình cho mình muốn cho nó nhẹ đi, chỉ để lại thành thôi, thì sẽ phải tạo ra những cái khối mang hình dáng của nó, mang hình dáng này, có thể sẽ nhỏ hơn và tùy từng vị trí nữa, mình sẽ đào nó đi, bớt đi. Ok, vậy thì bây giờ em sẽ cắt hết một loạt đây đã, cắt hết tại những cái vị trí này, tại những cái vị trí để mình cần mình rải đá đó. Và sau đó khi mà rải đá lại và làm chấu em sẽ nói kỹ hơn. Hôm trước mình sẽ mình cắt ở đây, đó là mình lấy cơ từ bên này, vẫn cứ là lấy cơ thẳng này, mình cứ căng ra bên này, căng ra bên này và bên này. Em sẽ lấy tất cả những cơ và em sẽ đẩy qua đây từng cái, sẽ project lên riêng nha, chứ mình không thể dùng project chung được. Nếu mà dùng project chung thì nó sẽ chạy từ cái surface này sang surface kia, lúc đó thì mình không có cần thiết đấy, nó sẽ bị rối. Ở đây cái phần này dùng project thì nó còn riêng đây thôi, mình sẽ dùng tiếp tục nó trên này project xuống. Thì cái điều kiện ở đây thì cái sợi cơ mình cứ vẫn cứ để cho nó lớn hơn cái surface, lớn hơn cái surface. Khi mà chiếu xuống thì những sợi nó sẽ trọn vẹn. Rồi, bây giờ em sẽ cắt cái này đi. Như mình đã thấy từ hôm trước, tức là em lấy một cái surface ở dưới, surface ở dưới và cắt cái surface ở dưới bằng cái sợi cơ này. Xong rồi mua nó lên một chút hoặc là offset nó lên một chút, sao cho cái yếu tố đục ở đây để mà mình làm được và mình không có bị giống như là mình làm đúng lệnh mà không đục được. Hay là nhiều trường hợp, có cả trường hợp cũng khi mà lấy cái cây đục ra chỉ để đục khối thôi ấy, nó cũng không đục được. Đó là vì là nó vào những cái vị trí gọi là vị trí nó bị trùng đó. Tức là nếu nếu ở đây thì là cái surface tạo ra nó trùng lớn quá, nó trùng từ cái đường sợi cơ này chạy hết vòng sang bên này đối với cả cái khối này, nó trùng nhau ở đây hết thì nó sẽ không cho mình đục. Mình chỉ cần thay đổi vị trí nó đi một chút xíu, không phải không mấy chẳng hạn, thì con số ấy, nó là cái sai số nó quá là nhỏ ấy. Mình không cần để ý luôn, mình chỉ cần chỉnh nó đi nhé, mình sẽ làm được. Đấy là lưu ý ở trong phần phần đục khối. Em sẽ làm nhanh, mình có cái sợi cơ này thì mình có thể dùng một cái lệnh, nó là lệnh pass này, lệnh pass hoặc là lệnh lệnh lock, hai cái nào cũng được. Đây dùng offset surface hướng lên trên, không đóng khối mà cũng không có bốt sai gì hết, 0,02 đi, 0,02 rất là nhỏ. Đó từ cái sợi cơ này, từ cái sợi cơ này phá này, đây. Thì bây giờ
Nếu mà để cho nó kéo, cho nó dài, cho nó lớn hết cái surface này, cắt từ đây đi. Mọi người chỉ cần dùng cái lệnh offset cơ trên surface này. Đây, offset cơ trên surface. Không nhất thiết cái sợi cơ này nó phải nằm thuộc vào surface. Nó phải nằm trên cái surface đó. Nó có thể nằm phía ngoài, nhưng về mặt bản chất mình nhìn trên mặt tốt thì tức là nó vẫn nằm ở phía trong. Nó vẫn nằm ở phía trong thì mình sẽ offset được. Chọn cơ, bấm lệnh, bấm surface. Sau đó bấm vào 0,1 thôi chẳng hạn, enter. Đó, những cái sợi cơ mới đây. Mới nó chạy nó lớn hơn. Nó sẽ chạy suốt hết cái surface đó. Suốt hết cái surface đó. Mình có thể dễ dàng mình cắt bỏ cái phần surface này đi bằng lệnh cắt hoặc là lệnh trim, trim bỏ luôn này. Đấy, offset ngược lên. Và em sẽ lấy cái này, giữ lại cái này thì chọn trước, và sau đó sẽ bấm lệnh đục, đục đi. Đó, nó sẽ trọn vẹn lại, trọn vẹn lại như này. Khi mà đến đây rồi, trọn vẹn lại như này rồi mà mình giải đá ở đây, bắt đầu mình thấy được rằng là cái khối này, cái khối này nó lấn vào trong, nó lấn vào trong như này. Vậy thì mình sẽ phải cắt bỏ nó đi, hoặc là mình đẩy lui nó ra, mình đẩy lui nó ra sao cho nó được cái cơ nó vẫn trọn vẹn, tức là nó vẫn chạy suốt từ xuống đến đây. Còn nếu mà mình cắt theo cái mép của cái khối này thì nó sẽ bị kiểu nó hụt hụt và nó bị lẹm, cảm giác nó sẽ không đẹp. Thì trong cái trường hợp này em sẽ dùng lệnh đó là lệnh edit, lệnh fade edit, và mình đẩy nó ra thì có thể là giữ nguyên, chọn luôn cả cái sợi cơ nãy mình vừa dùng project lên ở đây, sau đó sẽ bật lệnh bấm vô bounding box, bấm vào cplane này để những cái con số mặc định, enter enter. Và cái mình cần trong trường hợp này, mình sẽ bật cái gumball lên con này, kéo nó ra đây một chút xíu. Đến ở đây phần này mình sẽ kéo nó ra chút xíu nữa. Ok, rồi để khoảng như này đi. Vậy thì bây giờ vẫn phải cắt nó đi chứ không thể đẩy nó ra nữa, đẩy nó ra nó sẽ che hết cái đường, sẽ che hết cái đường này, và mình sẽ hạ nó xuống. Ở đây em back trở lại cái lúc còn còn lệnh thế edit này, thế edit này, bật điểm lên và sẽ move cái hàng điểm ở đây xuống. Đó, mọi người sẽ thấy là cái khối nó sẽ thay đổi một chút một. Mình dùng cái lệnh này nên rất là dễ chỉnh. Tạm thời mình cứ làm quen với cái thông số mặc định của nó, những cái thông số mặc định này, và khi mà chỉnh mình sẽ nhìn xem là cái kết quả nó có bị lệch nhiều quá không, vì nó chưa ảnh hưởng đến cái gì hết, nó không phải là cái khối giải đá như này rồi mà mình chỉnh đi. Nếu mà cái khối giải đá như này rồi mà mình chỉnh, chắc chắn nó sẽ méo cái đường đá đi. Nó méo cái đường đá thì nó sẽ ảnh hưởng đến chấu chẳng hạn, hoặc nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần cây đục ở dưới, hoặc cái khối nó sẽ mỏng quá, nó sẽ bị rách chẳng hạn. Thì đến lúc đấy nếu mà chỉnh chỉnh vào cái trường hợp mà có đá thì mình sẽ phải còn quan tâm nhiều yếu tố hơn vào cái phạm vi chỉnh của mình ít thôi. Nếu mà mình chỉnh nhiều á thì có thể là mình sẽ xác định luôn là mình sẽ chia lại cái đường đá này, chia lại sao cho phù hợp với cái hình mới để đảm bảo những cái yếu tố của những cái viên đá này. Đấy là cái để ý. Đây, cái này nó bị lệch ra rồi. Nó sẽ bách. Đi này, tiến lên vào kết ra, xóa cái này đi. Ok, đường này thì mình sẽ dùng cái check in show cơ ở đây xem nó có lấy được không. Nếu không lấy được thì mình sẽ dùng cái lệnh lấy sợi cơ ở giữa hai sợi cơ, một sợi hoặc là nhiều sợi, chia đều khoảng cách ở giữa hai cái sợi giới hạn ở bên ngoài, chọn
ở đây sợi cơ nó còn bị gãy nữa, nó đang bị vỡ tùm lum mà nó bị vỡ rất là nhiều. Nếu mà như này khó lấy, vậy thì cách tiếp theo đó là mình sẽ lấy cái surface đó ra, lấy cái surface đó ra, xong rồi mình sẽ lấy sợi cơ ra, dùng doppler lấy sợi cơ ra. Bây giờ sẽ không phá, không dùng lệnh rã khối hay là lệnh phá nó ra, và sẽ dùng lệnh cắt, bấm vào cái điểm con này, chọn vào những cái điểm end ở đây để cho nó thành 4 sợi thôi. Và sau đó mình sẽ review lại, trên thì để 4, còn hai cái sợi này, thì em sẽ cho nó nhiều điểm, nhiều điểm lên một chút này, và dùng cái lệnh skip hai gel thì sẽ căng cơ, căng thêm sợi cơ cho nó vị trí, thì mình sẽ lấy được cái sợi cơ ở giữa chuẩn nhất và đẹp nhất ra. Ok, dùng lệnh cái check insert cơ này để lấy cái sợi cơ này. Mọi người bật cái điểm in lên thì sẽ lấy được cái điểm giao nhau ở đây, rồi đẩy qua kia thôi là xong rồi. Đây em sẽ làm lại cái lệnh giải đá ở trên cơ. Mọi người sẽ bấm vô F6. Nếu mà máy ai chưa có F6 á, hoặc là mình bị không có cái cài cái lệnh đó đó, nó tên là GV Object Action View này. Mọi người nhập lệnh, sau đó sẽ copy cái dòng này, đó, bỏ cái dấu gạch trước đi, để cái gạch sau thôi, copy cái dòng này, xong rồi mở bảng option trong cái phần, trong phần file này, trong phần phần nào keyboard này. Đây keyboard, mọi người nhập vô cái dòng lệnh này vào đây lên. Không cần cách chống và gạch ngang, tên cũng được, có gạch dài ở trước cũng được, còn chấm than với gạch này chỉ là phụ thôi. Xong rồi mọi người sẽ bấm OK là lưu lại. Đây, sẽ bấm vào F6 này, chọn sợi cơ, bấm F6 thì cái bảng nó hiện ra một kiểu, nó hiện ra là game on cơ, các thứ liên quan đến cơ. Còn nếu chọn khối thì nó sẽ hiện ra những thứ liên quan đến khối và surface, game on surface hay là tạo chấu hay là đục. Nếu không chọn gì, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng khác bao gồm những cái lệnh cơ bản. Đó, đưa hình vào này, hiện ẩn khóa các thứ. Đây em sẽ chọn sợi cơ và bấm vào game on cơ. Cái lệnh này nó hơi dài, đó là đầu tiên mọi người sẽ nhìn trên cái dòng lệnh có cái chỗ nào F4, có cái hiện chữ F4, mình ấn vô và mình chọn vào object, chọn là surface. Đây là để giải đá và để cho đá và chắc chắn nó nằm trên surface đã, mình nên làm như vậy. Nhiều cái trường hợp mà nhìn nó giống như nó nằm trên nhưng mà có thể quay theo cái hướng khác, cái vị trí khác, nó lệch ra ngoài. Thứ hai nữa, bắt đầu mình sẽ chỉnh ngược từ dưới lên, đầu tiên là em cứ kéo cái này về đây, sau em sẽ kéo cái này đến đây chẳng hạn. Rồi nếu chỉ dùng một loại đá thôi thì mọi người sẽ để mặc định như này, nó bao gồm nó có 6 cái ô ở đây và cái phần Tapper game này nó không có bật lên. Nếu mà bật lên thì có nghĩa là mình sẽ dùng là một chiều đá là lớn và một chiều đá nhỏ. Nhưng mà ở đây họ làm là ở giữa lớn, nhỏ về hai đầu. Thì có thể là em sẽ kéo này về giữa như này, và đây em nhập khoảng 1.5, 1.5 là ở trên này. Đây em nhập khoảng 1.7 đi. 1.7 không đủ, 1.5 này, 1.5 đủ. Và ở trên này nhập khoảng 1.1. Sau đó sẽ mọi người sẽ chuyển qua đây đã. Đây, qua đây. Cái ô có mũi tên lên xuống này, đó là chiều cao bề mặt của viên đá. Tức là viên đá nằm cao hơn cái bề mặt này
được tính là 0,15 mm. Thường thường ấy, cái con số 0,15 này là mặc định. Mình giải đá trong cái trường hợp nào mình cũng nên đẩy cái viên đá lên một chút, tránh cái trường hợp là đến khi mà mình giải chấu và mình đục khối đi thì cái viên đá này nó thấp hơn so với bề mặt nhiều quá, nó không được nâng lên như này, thì cái đục lỗ đục ở đây nó sẽ rộng hơn, và khi mà nó rộng hơn rồi cái viên đá dễ lọt vào cái lỗ đấy. Khi lọt vào cái lỗ đấy thì nó xảy ra nhiều cái trường hợp là nó hay bị vỡ đá sau khi đúc, sau khi đúc, sau khi làm ra đến kim loại, đến những cái sản phẩm thì đá nó cứ bị vỡ. Thì mình sẽ đẩy nó lên 0,15 để cho nó tránh cái trường hợp đấy đi, cũng một phần rồi. Sau đó khoảng cách giữa các viên đá này thì mọi người chọn cho em là 0,15 mm. Cái 0,15 này hôm trước cũng có nói đó là cái lệnh này rất là tiện, rất là nhanh, thế nhưng nó có một cái nhược điểm, đó là cái 0,15 này hay được gọi là cái khoảng cách giữa các viên đá nó không chính xác là 0,15. Nó có thể nhảy đi 0,17 hoặc là 0,18 hoặc là 0,13, 14 gì đó. Nó không cố định. Nếu những chỗ nào của mình đang yêu cầu thì chính xác tuyệt đối, đá về giải đều tăm tắp, chấu cũng vậy, thì mình dùng cái lệnh này chỉ để ướm thêm khoảng bao nhiêu viên đá. Cái viên đầu tiên là bắt đầu từ đâu? Rồi bắt đầu mình sẽ dùng cái lệnh gọi là giải đá trên cơ, trên surface, game on surface, để mình giải từng viên một. Thì nó sẽ có khoảng cách chính xác tuyệt đối theo cái cứng tay của mình. Ở đây em sẽ cứ làm xong cái lệnh này đi á, rồi em sẽ giới thiệu cái phương pháp thứ hai, phương pháp giải đá thứ hai sau. Thì sau khi chỉnh ở đây rồi, mọi người sẽ bấm vào cái fix này, bấm chuột trái sao cho nó hiện chữ fix này lên. Tức là gì? Nó sẽ chia lại, nó sẽ chia làm sao cho cái khoảng cách này nó đều nhất trong khoảng dao động 15 thế thôi. Còn cái spacing này, spacing ở đây nó sẽ hiểu là cái giới hạn, tức là hai cái điểm này này, hai cái điểm giới hạn, mình đang giới hạn cái hàng đá ở trong đây thì nó sẽ giãn ra, nó sẽ giãn khoảng cách ra, nó sẽ giãn khoảng cách này. Mọi người nhìn thấy cái khoảng cách nó lớn này, nó giãn ra sao cho từng đấy viên đá nhưng mà chia đều lại, chia đều lại những cái khoảng trống này, sao cho hết cái đoạn này là vừa. Còn trường hợp sai game này, cái trường hợp sai game này tức là nó tự thu phóng cái kích thước viên đá lên. Cái lúc đầu em chỉnh ở đây là 1,5 ly về 1,1 ly, nhưng khi mà bật sang cái chế độ này, tức là nó sẽ để là làm sao đó cho từng đây viên đá, nhưng cái khoảng cách nó, cái này thì nó sẽ đảm bảo khoảng cách hơn một chút, nhưng mà cái viên đá này cái size nó sẽ lệch đi và nó sẽ rất là lẻ. Ở đây em sẽ bật cái bảng lên, nó nằm ở trong đây phần gem này, và nó ở đây nó tên là game reporter này. Em mở lên ở đây, đây này anh chị, và bạn sẽ thấy được rằng là cái viên đá nó sẽ rất là lẻ, 1,2, 1,2936 gì đó, thì dĩ nhiên là mình sẽ không có dùng được. Lên xóa đi. Và em sẽ nhập lại. Mỗi một lần là mình sẽ phải nhập lại. Đây. Nó về giữa một chút. Chỉnh nữa đây. Đây. Cái này là 1,5 này. Đây là 1,1 này. Cái này là 1,5 này. Cách 0,15 này. Chiều cao mặt này. Vậy thì mình sẽ để fix đá, nó sẽ tự nhảy lại, nó sẽ giữ cố định cái size đá mình đã chọn, và sau đó nó sẽ fix lại khoảng cách. Đây là mình không có kéo lên đấy, thì nó sẽ chỉ được đến đây thôi. Ok, mình dừng lại. Nhưng mà có một điều nữa là khi mà dùng cái lệnh giải từ to về nhỏ như này thì máy nó sẽ cũng tự động chia cái kích thước viên đá này, nó cũng không có đúng, nó chỉ đúng là đúng hai viên đầu và viên cuối thôi, là 1,5 ly và 1,5 ly thôi. Còn đây size nó cũng rất là lẻ, mình nhìn ở đây thôi, mình nhìn ở đây
và lát nữa mình sẽ thay thế bằng những cái viên đá khác, còn những cái viên đá sai chẵn hơn và khoảng cách nó phù hợp hơn. Mình sẽ làm ở bên này. Sẽ hơi thiếu một chút. Ok, coi như này đi. Tiếp tục bên này. Đây em sẽ dùng thử cái lệnh lock qua. Sau đó sẽ bấm vô cái lệnh cắt này, dùng cựa cơ luôn, cắt được luôn. Offset lên, offset surface 0,02, sau đó xếp ngược lên để đọc pin. Rồi, lỗi rồi. Nó không xài được. Quay trở lại cái lệnh nha. Lệnh path thôi. Thì lấy cái sợi cơ ra. Sau đó sẽ sử dụng lệnh path. Thì khi mà anh chị với các bạn dùng lệnh quen rồi đó. Hoặc là đến cái bữa này mình sẽ nhớ, mình nhớ được cái dòng lệnh, cái tên lệnh nó viết như thế nào và cái vị trí cái lệnh ấy nó ở đâu á. Thì bây giờ là mình sẽ dùng, có những cái cách dùng lệnh nhanh hơn, những cách những cái dùng lệnh nhanh hơn đó là bây giờ mình sẽ không có vào những cái ô lệnh nữa, mình kiếm nữa, mà mình nhớ được tên của nó rồi, mình nhớ được tên nó rồi. Mình sẽ bắt đầu, mình sẽ bấm, những cái chữ cái lệnh, đó thì nó sẽ chạy ra, nó sẽ hiển thị được những cái lệnh mà mình cần, mình sẽ không phải mò nữa, thì nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ nhanh hơn. Có cái phương pháp gọi là cài phím tắt, nhưng mà tạm thời em cũng chưa có giới thiệu cho mọi người. Để mình cứ làm quen dần từng bước một. Thế thì mình sẽ nhớ được các lệnh ấy, nó sẽ lâu hơn. Đây mình sẽ cùng vừa làm và mình sẽ đọc tên những cái lệnh nó chẳng hạn. Mình sẽ học giống như mình học thuộc dần, cách nhớ dần. Đầu tiên là mình cứ lấy những cái sợi cơ ở đây ra, thì nó dùng cái lệnh lấy cơ, em gọi đây là lệnh WIG đi chẳng hạn. Mình lấy sợi cơ ở đây ra, lấy một sợi, nếu đúc border thì là sẽ là lấy tất cả mép của survey hở, lấy tất cả mép ra, và khi mà có sợi cơ này rồi thì mình sẽ sử dụng cái lệnh path.
Mình sẽ bấm vào PHT nó sẽ hiện ở đây. Bấm vào OK. Và khi mà nó hiện ra surface rồi. Mình cần cắt cái này đi. Thì mọi người có thể chọn hết tất cả và mọi người bấm vô trim này. Nó cũng là cái lệnh trim này, trong mà nó sẽ không hiện ra. Không hiện ra thì mình sẽ phá cái này ra này. Có thể là mình sẽ giữ cái này thôi. Sau đó mình sẽ sử dụng lệnh offset curl on surface. Cái gì đó là nhỏ thôi chẳng hạn. Sau đó mình sẽ có thể mình không cần full cũng được, nhưng mà đây full lên và mình chim đi thì nó sẽ chắc chắn hơn, sẽ chắc chắn là thực hiện được lệnh hơn. Nhưng mà đến đây rồi, người sẽ dùng cái lệnh offset surface, bấm phím F xong rồi bấm cách trống, nó sẽ thay cho là mình sẽ chọn chuột ở trên này S, coi như là sẽ bỏ đóng khối đi và một khoảng nhỏ thôi. Và khi mà cái lệnh nó vẫn đang nhớ rồi, mình bấm lại enter chuột phải cách chấm gì đó, nó vẫn cứ lặp lại cái lệnh mà mình vừa dùng thôi, mình sẽ không cần phải bấm lại. Ở đây em sẽ sử dụng cái lệnh đục có tên là boolean difference nằm ở trong đây vị trí này, mình đục đi. Đua này một chút nữa. Đây em sẽ dùng lệnh path này. Đây này. Lệnh path này, ra surface này. Mình sẽ kéo nó ra ngoài này. Lấy lại cơ này. Cơ ra này. Này, thử dùng lệnh trim đi, trim luôn được không? Không được. Phá cái này ra. Dùng offset curl on space, sau đó em chim bỏ đi ra offset lên. Đóng khối khoảng cách lớn, một cái khối lớn này à. Mình nhập lệnh đục luôn, đục đi. Có cần một chút thay đổi trước đó là mình thấy có những cái khối nó lấn vào nhau rồi. Ở đây em chọn cái khối ngoài này và sẽ sử dụng cái lệnh clear edit này và mình chỉnh, vẫn cứ để những cái con số mặc định như thôi. Và sẽ cầm cái phần này kéo ra, thấy nó hơi chạm vào một chút như này, đó, hơi chạm. Mình sẽ nhìn lại, mình sẽ nhìn lại xem nó có bị méo quá không, bị lệch gì không. Mình thấy có một chút xíu ở đây này. Thì có thể là mình sẽ bật lại cái lệnh đó và mình sẽ thử chỉnh tại vị trí khác xem nó có đỡ được gì không. Ở đây là nó 5 điểm, tức là khi mà em nhập lệnh vào đây, nãy em có thay đổi rồi. Bây giờ trả lại 4 điểm này. Mình sẽ kéo lui 3 cái điểm này hơi vào chút xíu. Và đến cái hàng điểm này hơi vào một chút. Cho nó bớt phình ra. Bớt phình ra. Đến đây, đến cái này. Cái này vì là vướng cái phần đuôi này. Vướng cái phần đuôi này. Bây giờ một là mình sẽ phải đẩy nó vào một chút đã. Sau đó mình sẽ kéo nó ra một chút xíu. Tức là mỗi bên mình thay đổi hướng theo hai chiều khác nhau để cho cái phạm vi nó ảnh hưởng hay là nó bị biến dạng nó ít thôi. Mỗi cái nó bị biến dạng. Khi mà chỉnh phần giữa thằng này rồi và mình biết được là khi mà thằng này đi ra nhiều thì nó sẽ lấn vào đây này. Thì ở đây em sẽ chọn luôn hai khối này, chọn luôn hai khối và mình cũng nhập vô cái lệnh chỉnh khối đó, kéo phần này ra. Đó, như này. Bây giờ là sẽ lấy những cái sợi cơ ở giữa ra. Lấy sợi cơ ở giữa.
ở đây mình vẫn cứ nên mình chọn cái lệnh đó là cái lệnh lệnh chuyên cơ này, lệnh chuyên viết chuyên chuyên cơ, lệnh lấy sợi cơ ở giữa đây. Nhưng mà em không chọn cái sợi ở trên nữa, mà em chọn cái sợi ở dưới, sợi ở dưới này, cái kết quả nó ra nó gần gần giống rồi. Mình sẽ chọn lại đây một chút, mình bấm vô cái mask này, xong rồi chọn vào cái shape point này, xong bấm chuột phải thì cái sợi cơ nó xuất hiện ở đây, và sau đó mình sẽ dùng cái lệnh pull đưa lên, tương tự với bên này, tương tự với bên này, mình sẽ tạo hết một lượt luôn, và sau đó thì em sẽ hướng dẫn cái phần giải đá trên trên surface trên khối. Mình sẽ giữ chỉ dựa vào cái đá trên cái sợi cơ này để mình tham khảo vị trí kích thước gì đó. Đầu mình chọn cái sợi cơ ở trên, nó không có ra được cái kết quả như này. Đấy, mình sẽ chọn cái ở dưới. Thì do là cái surface lúc ban đầu mình làm ở dưới đó, mình tạo được những cái miếng cong mo á, thì là nó dùng cái lệnh Smooth Hide Gel rồi, thế nên cái kết quả nó khác nhau. Mình lấy được cái sợi này, còn miếng này mà cắt ra từ một cái miếng surface phát lại thôi, xong lại còn offset lên nữa, nó không còn là cái tính chất, nó không có giống như là chạy Smooth Hide Gel đó không, thế nên lấy những sợi giữa ra nó rất là méo, nó không có chuẩn được. Trong cái trường hợp này bắt đầu em không cần ướm cái hình nữa, mình sẽ giải từ đây chẳng hạn. Đầu tiên là có thể là mọi người sẽ chọn vào khối hoặc là chọn vào surface, đây thì nó khác nhau như nào. Nếu mà em chọn vào surface trước nha, rồi mình vẫn cứ bấm F6 à, thì nó hiện ra đây. Còn nếu mà không chưa có cài F6 được ấy, nó nằm tại vị trí này nha mọi người. Đây, nó nằm tại cái góc trên bên trái này, tên là Game On Surface này. Mình bật nó lên đây. Còn cái thằng Game On Cơ đây, nó nằm tại vị trí này. Thằng lấy đá đầu tiên nó nằm vị trí này. Đó. Tạm thời mình tìm hiểu ba cái này trước này. Sau đó có một cái gọi là game reporter này, giống như là nó sẽ hiện tất cả những cái đá đang hiển thị ở đây, size nó như thế nào, sẽ ghi chép ở đây cho mình biết được. Quay trở lại với cái lệnh giải đá ở trên surface và trên khối. Vậy thì trường hợp đầu tiên mình sẽ làm ở trên surface trước, đó là tất nhiên là phải có surface rồi. Nhập surface vô đây. Nhập survey vô đấy. Vậy thì anh chị và các bạn mình sẽ để ý thấy được là nó có 4 cái ô ở đây, nhưng mà trên cái dòng lệnh của nó lại có rất là nhiều. Mình chỉ cần quan tâm cái gì, mình cần quan tâm đơn giản hơn trước ấy, thì mình cứ quan tâm ở bên trái, tức là cái phần hỗ trợ của Matrix này này. Đó là đầu tiên là cái size đá này. Đây, size đá 100% này, tức là nó người ta nó mặc định cho mình một cái size đá 100% tương đứng với lại viên đá 1 mm. Nếu mà mình cần một remote thì mình sẽ phải nhập vào đây là 110. Khi mà nhập 110 ở đây rồi thì anh chị và các bạn mình sẽ thấy được ở trên này nó sẽ nhảy thành một remote. Vậy thì mình chọn ở trên cũng được, ở dưới cũng được. Thứ hai nữa mình thấy ở đây cái viên đá và cái mũi tên này, mình sẽ thấy được cái độ cao bề mặt của cái đá so với cái surface mà nó nằm ở trên đó. Hiện tại mình nhìn thấy được rằng là nó đang nằm sát này, cái cạnh của nó nằm ở trên này. Mình luôn chỉnh cho nó là 0.15. Đối với trường hợp này là gọi là trường hợp đá ở trên bề mặt, hoặc là có chăng thì mình sẽ âm mặt một chút xíu thì mình vẫn cứ để là 0.15 ở trên bề mặt, tức là cái bề mặt nó dài lên. Còn bề mặt ấy nó có thấp hơn hay nó bằng với cái thành ở ngoài nó không quan trọng, nó vẫn cứ để là 0.15 ở đây rồi. Còn những cái thông số khác, nhưng mà ví dụ mình sẽ thấy ở đây là cái dấu quay này,
Tức là nó quay hướng của cái viên đá thôi. Quay mỗi lần đi mình nhập số vào 50 độ gì đó, 20 độ gì đó thì nó quay cái cạnh của viên đá. Mình cần thiết cái cạnh nào thì mình giải mình quay. Còn cái ô cuối này nó ghi là khoảng cách spacing giữa các hai viên đá ở đây. Thế nhưng mà trong cái trường hợp này nó không cố định cho mình được. Ví dụ mình nhập vào là 0.2 chẳng hạn, tức là mình quy định giữa các viên đá với nhau là 0.2. Thế nhưng khi mà mình giải đá theo cách này, ví dụ em giải của viên viên nhỏ nhất ở đây trước, viên nhỏ đất ở đây, thì mình phải giảm size đá xuống rồi. Giảm xuống 0.9 này, như này chẳng hạn. Ok, như này đi. Thì viên đá thứ hai này, ở đây đang là 0.3 nhé, em chưa chỉnh gì hết nhé. Nó không cố định, chắc chắn là 0.3, mình đi trượt thoải mái. Khoảng cách từ gần nhất đến xa nhất, đến trong cái vòng nó hiện như này. Nó không cố định cho mình. Nên là mình giải tay từng viên một. Nhưng mà cái trường hợp này thì nó sẽ cho mình làm chính xác hơn. Ví dụ mình căn. Vậy thì khoảng cách giữa các viên đá bao nhiêu là tiêu chuẩn và là đẹp nhất? Nó dao động trong khoảng từ 0.15 đến 0.2. Nếu mà mình giải ở đây, ví dụ ở đây em giải khoảng 0.16 đi chẳng hạn. 0.16 thì viên tiếp theo sẽ vẫn cứ giải là 0.16. Ở đây em tăng lên một ly nha. 0.16 tiếp. Thì khi mà mình giải như này, có thể nó chậm hơn một chút thật đấy. Nhưng nhìn nó, nhìn cái hàng đá nó sẽ đều tam tắc, khoảng trống giữa các viên đá nó sẽ đều nhau. Chắc chắn là cái con số hơn. Và khi mà mình giải lỡ rồi thì mình xóa đi. Có một trường hợp nó sẽ lỗi ngay lập tức và có thể nó sẽ tắt magic của mình luôn hoặc là văng ra luôn. Đó là khi mà anh chị và các bạn chọn đá, mình lại chọn viên đá này mà mình lại nhập vào cái giải đá này, hoặc là mình bấm chuột phải để nó chạy tiếp cái lệnh giải đá đấy, nó sẽ lỗi ngay. Có thể trường hợp mà hên thì nó sẽ không lỗi, nhưng mà thường thường nó sẽ lỗi ngay, văng ra ngoài luôn. Mình sẽ cẩn thận và mình sẽ lưu bài lại thường xuyên để mình tránh cái trường hợp mà nó xui mình bấm nhầm vô, là mình sẽ bị nó phải làm lại, mình mở lại chương trình. Vậy thì trong cái trường hợp này em lại thiếu một chút rồi, thiếu một chút rồi, tạm thời mình để đây nhé. Mình qua bên này, mình lấy phần khối này và mình chọn vào giải đá, thì ở đây anh chị và các bạn mình sẽ thấy được rằng là nó sẽ chạy giống như là nó sẽ chạy khắp các bề mặt của cái khối đấy vậy, chạy khắp các bề mặt, mặt nào cũng được. Thì mình giống như là mình chọn tất cả surface và mình giải viên đá lên thì nó sẽ nằm không cố định, có thể nó sẽ chạm bên này chạm bên kia, sau đó tùy vào là mình sẽ phù hợp với cái cách nào, hoặc là mình luyện tập cái cách nào nó dễ hơn. Để mình chọn mình làm. Thì ở đây, cái này nó lại nhô ra một xíu như này. Trong cái trường hợp này, nếu không muốn giải đá lại và cũng nếu không muốn phải làm lại khối, thì mình hãy dùng cái lệnh chỉnh khối để mà mình chỉnh nó đi. Ở đây, em sẽ dùng cái lệnh move đã. Tại sao lại move? Tại vì nãy là kéo ra. Đó, mua đúng điểm E ở bên này, qua điểm E lên surface ở bên này. Là nãy mình cầm cái này, cầm surface này kéo ra, không có cố định một cái khoảng bao nhiêu hết, không có cố định. Thì khi mình đưa về thì mình phải đưa cái điểm cố định, điểm tương đồng về. Vì đây chỉ là kéo sang ngang thôi, lệch trên lệch dưới thì đó thôi, không có bị xoay đi, không có bị nghiêng đi. Thì khi mình đưa về thì mình sẽ biết được rằng nó sẽ vẫn cứ nằm ở trên cái khối này, không có bị lệch đâu. Còn khi mà đưa về đây rồi, trong trường hợp này mọi người sẽ bật vào cái chỉnh khối này và tăng số lượng điểm lên. Tại sao? Thì vì là thứ nhất là cái hình dáng này mình đang ok rồi,
hai nữa là nó chỉ thiếu một chút ở phía trên thôi, tức là biến dạng ở phía trên thêm một chút thôi là đủ. Cái phần ở dưới đẹp rồi thì thôi, đừng có để bị ảnh hưởng. Cũng giống như là chỉnh điểm, chỉnh cơ, chỉnh surface vậy thôi. Ở đây sẽ tăng lên. Nhưng mà mình cũng chia. Ví dụ 4 hàng thì nó sẽ chia như này. Chia làm 3 phần. Vậy thì bây giờ mình cần khoảng 1, 2, 3, 4, 4 hoặc 5 hoặc 6 phần gì đó. 5 phần đi. 5 phần tức là mình phải chia 6 hàng đúng không? 6 hàng thì tăng ở dưới này. Tăng ở dưới lên 5 này. 5 này. 5 này. Thì ba cái ở trên nó sẽ tự động nhảy thành 666. Enter, enter. Cái hàng điểm giờ nó sẽ như này. Mọi người nên chia đều như này. Nên chia đều như này. Tức là hàng điểm nó chia đều với nhau. Ba hàng điểm ở trên luôn cách ba hàng điểm ở dưới là một. Tạm thời mình viết như vậy đã. Để làm gì để cái khối này. Và cái hàng điểm nó chạy ra rất là đều. Nó chỉnh thì cái một khối nó ít bị méo hơn. Mình chỉnh thì cái khối nó ít bị méo hơn, chủ động hơn. Đây, có thể là em sẽ lấy một cái số điểm vừa phải như này thôi. Hoặc ở đây luôn đi. Xong bây giờ vậy thì mình di chuyển theo hướng nào? Mình cứ kéo ra thôi à? Mình cứ kéo ra thôi thì nó cũng xong đấy. Nhưng mà nó lệch thì cứ phải chỉnh nữa thôi. Đó. Khi mà mình chọn cái điểm như này rồi. Thì ở đây, cái hình dáng của nó đang cong, hay nói đúng hơn là nó sẽ là cái đoạn kéo dài tiếp của cái sợi cơ này, hoặc là của cái sợi cơ bên hông này. Mình chọn cái hướng nào sao cho nó gần gần nhất với hướng mình định di chuyển ở đây. Thì ở đây em có cái sợi cơ này, mình sẽ kéo theo hướng sợi cơ này để xem cái kết quả nó như nào nhé. Bây giờ mình có những cái viên đá ở đây nó sẽ hơi vướng rồi, ẩn nó đi. Đó là cái game 3 này, bấm vào cái ô này giống như cái công tắc ở đây vậy. Nó sẽ ẩn hết liền đi. Và mình sẽ sử dụng cái lệnh move. Bắt điểm theo hướng này. Đó. Xong rồi mọi người nhìn ra xa một chút. Bắt lại này. Nhìn ra xa một chút. Để xem nào. Sau khi thay đổi như vậy, có bị biến dạng lệch lạc quá không? Đường nét như thế nào? Hiện đá này. Đó, mọi người thấy này. Ok này. Vừa vặn rồi. Hoặc là cần thêm một chút xíu đó. Cần thêm một chút xíu đó. Để mà có chỗ cho cái chấu nó đứng. Đúng rồi, khi mà đến đây rồi, nó lại lấn vào đây rồi. Nó lại lấn vào đây. Trong cái trường hợp này, khi mà có đá rồi, cái khối này mình đừng lên chỉnh theo cái cách kia nữa, mà ở đây em sẽ xoay nó đi một chút. Em dùng cái lệnh rotate này, ở đây rotate 2D thôi. Mình bắn bắt cái điểm ở đuôi này chẳng hạn, xong mình xoay vòng tròn, tâm là cái điểm mình bắt ở đuôi này, bấm mặt tốt này, xong mình xoay nhẹ nó ra một chút, đúng không? Bắt trở lại này. Rồi bấm ra chỗ khác để nó không chọn một cái màu hồng này. Cần chân y tiến lên này. Mọi người thấy là cái sự xê dịch nó ít thôi. Nó sẽ đảm bảo vị trí ở đây. Không có quấn với nhau nữa. Có rất là nhiều cách mình vận dụng cho nó linh hoạt. Xoay này, mu ra này, chỉnh khối này. Đến trường hợp ở đây, em sẽ dùng lại cái em môn cơ này, nhưng mà bây giờ dưới giải đá ngược xuống chẳng hạn, đây là một ly ba này. Ở đó một chút này, tiếp cũng thêm một ly ba nữa, vẫn để 16 đi, 16, 17 gì đó đi. Sau đây sẽ giảm xuống ly mốt này, chấm một này. Rồi, và xuống 0.9 này. Bấm khối, nhập vô lệnh, chỉnh size đá trước 1.3 này,
một chiếc bấm chuột trái này, xuống dưới này, bấm chuột trái này, cứ bấm chuột trái thôi là sẽ giải đá được liên tục, còn bấm chuột phải thì nó sẽ tắt mất cái lệnh đó. Vậy thì có trường hợp nào khi mà anh chị và các bạn làm ấy, khi mà mình bấm vào cái phần giải đá này nó lại không hiện cái vòng tròn màu xanh, hay là không hiện cái khoảng cách giữa các viên đá này? Tuy nhiên là có cái trường hợp như vậy, đến cái lúc đấy ấy, thì mình sẽ hiểu là cái file này, tức là cái file mình đang vẽ này, nó bị lỗi đá rồi. Thì cái cách sửa lỗi ấy, nó hơi rườm rà vài nhiều bước ạ. Nó sẽ vài bước này, có thể nó sẽ hơi khó nhớ một chút. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu về cách nó sẽ dễ hơn, nhưng mà nó bắt mình làm lại, bắt mình làm lại một chút thôi. Đấy, em sẽ xóa cái này, giải nốt cái này. Bên này đi. Mình có thể thay đổi cái độ lớn ở trên, thay đổi cái độ lớn ở trên đi, một cái viên lớn thành một cái viên bé để mình căn lại cái phần dưới này sao cho nó đều hơn. Ok, vậy thì nếu giả dụ rơi vào cái trường hợp mình không, mình có ví dụ mình có đá như này thôi, mình không lấy được đá ra có cái đường đấy để mình đo, với thứ hai nữa mình không lấy được cái cây đục ra. Không lấy được cây đục, sẽ có cái trường hợp mà mình sẽ gặp tình trạng đấy, thì mọi người sẽ lấy, sẽ sử dụng cách như này. Đó là đầu tiên là mình sẽ lưu hết tất cả những file không có đá, mình sẽ chọn vào đá này, sẽ đẩy hết ra ngoài và nói đấy, lưu cái file này vô đây. Còn những cái đá này, những cái viên đá này, mọi người sẽ chọn vào cái lệnh này, multipoint này, và sau đó sẽ mọi người sẽ bật vào cái điểm en này chẳng hạn, chỉ mỗi điểm en thôi. Xong tức là mọi người sẽ đánh dấu vị trí này, đánh dấu vị trí tất cả những cái viên đá lại đó, như vậy đó. Xong rồi những cái viên vị trí này thì mình sẽ chọn những cái viên này nhé, mình sẽ để vào đây, sẽ để lại vị trí vào đây. Xong rồi mình sẽ lưu lại cái này lại một lần nữa, bỏ vào đây. Và mọi người sẽ sau khi mà có vị trí rồi này, tất cả những cái khối mình cần này, mình loại bỏ hết tất cả những cái viên đá này đi, và mình sẽ mở sang file mới. Mọi người open file, new file, mở file mới ra. Mở file mới, sau đó mình sẽ lấy cái file khối ở đây, khối và những cái điểm mình sẽ lấy ở trong cái phần project này, mình sẽ lấy ra và mình sẽ, mọi người sẽ dựa vào những cái điểm đó để mà dùng cái lệnh giải đá, giải lại đá, thì lúc đấy thì sẽ nhanh hơn, vì có những cái vị trí rồi mà mọi người chỉ cần đưa chuột vào cái vị trí đó thì nó sẽ đúng đúng cái khoảng cách như vậy, rồi bấm chuột thôi, nhanh hơn là như này. Nhưng mà nó sẽ chữa được cái lỗi nếu mà không hiện khoảng cách đá khi giải đá này, thứ hai nữa không hiện cây đục để đục chấu hoặc là đục khối này. Cái cách giải quyết trong trường hợp như vậy. Sang bên này em sẽ bấm vào phần này, có thể là mình sẽ chọn giải đá ở giữa trước, bật điểm lên, bật điểm, bắt điểm lên, thì giữa thì hơi lớn, chọn lưu ra đi.
Tức là khi mà em giải đá lại như này này, mọi người có để ý thấy không? Là em dùng đá có 1 ly 3, ly 1 và 0,9 thôi. Giống như là bữa trước em có nói là mình sẽ đảm bảo rằng là nhất là mình sẽ khống chế cái số lượng đá nó vừa phải thôi. Mình sẽ khống chế cái số lượng đá vừa phải này. Số lượng size ít hơn. Đưa vào những cái vị trí này cho nó phù hợp. Mọi người vẫn vẫn cảm thấy được mà vẫn thấy được cái sự từ to về nhỏ giữa các viên đá với nhau, cái độ lệch của nó, tức là cái size đá này với size đá kia nó cơn hơn kém nhau 0,2 thôi, 0,2 đều nhau, đều là 0,2 hết. Thì mọi người sẽ thấy được cái cảm giác mắt mình nhìn xuống vẫn cứ đều. Nhưng mà mình hạ size đá xuống mình làm thì vấn đề không nhất thiết là mình cứ phải dùng hết tất cả các loại từ lớn rồi về nhỏ từng chút một. Bên này nữa. Rồi, thế này nó hụt một chút. Giả dụ khi mà nó hụt như này, mình muốn ăn chim trở lại được không? Để mà mình cắt đến đây thôi. Mình chỉ muốn cắt đến đây thôi. Mình không muốn giải đá nữa, không có muốn giãn xuống nữa chẳng hạn. Hoặc là cũng không có muốn thêm viên đá nữa. Em sẽ cứ lấy một cái survey đấy ra nhé. Lấy trực tiếp cái survey đây ra này. Đẩy ra ngoài này. Cùng với sợi cơ này, đẩy ra ngoài. Và sau đó sẽ thử dùng cái lệnh ăn chim coi. Bấm chuột phải vào lệnh ăn chim này. Và mình chọn mép trên này. Đó. Mọi người thấy này. Em làm lại nhé. Ăn chim này. Và mọi người bấm một cái mép trên này. Tại sao nó lại trả lại được như này? Tại sao nó lại trả lại được nguyên vẹn như này? Một phần là vì cái lúc mình làm surface ấy, mình đẩy lên một chút để mà mình không có trùng với cái sợi cơ chính này, không trùng mép quá nhiều luôn này. Cái thứ hai là mình không cắt lẹ, tức là cái khối này mình cắt chỉ là cắt phần mo phía trên thôi, cắt nhiều hay cắt ít nhưng không vượt quá cái mép của nó. Cái mép của nó tính là cái sợi cơ chính đó, sợi cơ chính ở dưới đó gọi là cái mép của nó, không có vượt qua, không có bị lẹm đi. Thì khi mình ăn chim lại thì mình vẫn ăn chim được khối này, thành khối này bình thường. Nếu mà trường hợp mà bị lẹm đi rồi chẳng hạn thì mình chỉ có thể là mình lấy rời từng cái surface ra một thôi, và lấy từ rời từng cái surface ra một rồi lại có thể là sẽ phải làm lại khối lại này, rồi sau đó mới đục lại đi. Thì như thế nó sẽ rất là nhiều bước để mình làm đó. Sau đó cái cách này mình nên chừa lại một chút để trong cái quá trình làm có thay đổi gì đi chăng nữa cũng rất là thuận tiện. Ở đây sẽ được cái đó, mọi người thấy này, sát lại nó phù hợp hơn. Ok, nhưng mà đến đây rồi, ở đây cũng vậy này, đây cũng vậy này, giải đá đã vừa rồi. Em sẽ lựa phần này, lựa phần này, lấy một cái sợi cơ ngắn này đến đây chẳng hạn, đây như này, rồi lấy cái surface ra, surface ra đẩy ra ngoài cơ này, chia bỏ cái phần này đi,
Đó. Bây giờ mình sẽ ăn chim lại coi sao. Trong cái trường hợp này không được. Thế thì tại sao trong cái trường hợp kia thì được mà trường hợp này thì lại không được? Thì mọi người sẽ thấy được cái phần ở đây này. Tức là em cắt mất cái đầu tròn của nó đi rồi đúng không? Cắt mất cái đầu tròn đi rồi. Thì nó hiểu là cái phần này giống như là bị rách mép rồi. Rách mép rồi. Vậy thì ở đây để mà làm lại cái khối này có những cái bước nào cho nó nhanh hơn không? Không phải phá ra từ đầu mà lại dùng lệnh script và lấy cơ gì đó để tạo lại. Thì ở đây đầu tiên là mọi người sẽ dùng thêm cái lệnh như này. Mình lấy surface ra. Không copy nhé. Giờ lấy là để vứt luôn mà. Đó. Lấy hai cái surface vứt đi. Tức là nó sẽ hở ở đây như này. Tiếp tục lấy cái surface thứ ba ở đây. Rồi. Lấy surface thứ tư ở trên này. Sau khi lấy xong rồi, bắt đầu mọi người sẽ sử dụng ăn chim lại surface này. In hết rồi này. Tiếp tục ăn chim lại surface này. Còn có những cái surface bên cạnh này. Đây. Surface bên cạnh này đây. Mọi người có thể là phá nó ra. Tại vì ở đây là nó hơi lẹ một chút do cái đường cắt, do cái đường surface này, đây này. Nó không có đều, nó không có đều, nó không có bị lẹ. Thôi mình phá hết ra luôn đi. Chỉ giữ lại cái dưới thôi. Xóa luôn cái dưới này. Giữ lại cái dưới này. Ăn chim môn lại cái dưới luôn. Sau đó mình sẽ lấy cơ ở đây. Top border ở đây ra. Mình sẽ pull xuống. Pull xuống này. Cái này là do là cái sử dụng cái lệnh nhà lệnh path trong cái trường hợp này cái surface nó không đều, nó làm cho cắt lẹm cả cái thành ở dưới. Khi mà lẹm cả cái thành ở dưới rồi mình chỉ có cách là mình phải làm lại như này. Mà làm lại như này thì các bước của nó đây làm lại khối như ban đầu thôi. Xoay lại này. À, đẩy cái này xem. Đẩy cái này sang rồi offset nó. Offset ngược lên. Đóng khối ngược lên. Nếu mà nó không không muốn nó bị đứt như này. Không muốn bị đứt như này. Để đẩy ra này thì mình có thể review lại cái surface này luôn. Khi mà bấm review này nó có một cái khung mờ. Tức là cái này là cái hình dạng cũ của cái surface này. Hay còn gọi cái hình dạng này là hình dạng mà lúc mình pass lên đó. Nó như này. Bây giờ muốn cho nó không bị biến dạng thì mình tăng số điểm nhiều lên. 15 x 15 thôi. Ok. Xong rồi đẩy sang. Đẩy sang và offset ngược lên. Đóng khối. Vẫn không hết cái đứt. Thế kia là cách. Cách thứ nhất để mà review lại. Để cho tránh những cái vết đứt như này. Nhưng mà nếu mà nó vẫn cứ xảy ra. Tức là mình hiểu rằng là cái cơ mà tạo lên cái surface này nó đứt như này rồi. Vậy thì tiếp thử cái cách tiếp theo đó là chỉ giữ lại hai cái surface trên dưới thôi và sẽ dùng cơ, sẽ lấy cơ ra chạy lại cái lệnh sweep hai gel vậy đó. Ok này và do lại xem cái khối này nó còn bị đứt nữa không. Ở đây nó mất vết đứt rồi. Đây nó không còn đứt nữa rồi. Ok. Thì em sẽ đưa qua bên này để em đục đi. Hở trước này. Không hở này. Qua bên này sẽ đục đi.
nó không cho đục. Trong cái trường hợp này, khi mình làm lại khối này, nó vẫn không cho đục. Vậy thì vẫn là cái cách cũ chẳng hạn, mình cứ move thẳng nó lên, 0,02 đi. Thêm một chút xíu đó. Sai số nhỏ, không đáng kể. Không cần quan tâm luôn. Đó, một cái được liền. Mình không cần phải tìm hiểu là tại sao là đục được hay không, hay là có sai ở cái bước nào không, không quan trọng. Chỉ cần là mình thay đổi vị trí nó đi một chút rồi mình sẽ làm được tiếp. Nghĩa là mình sẽ hoàn thiện được cái món đồ đấy sẽ nhanh hơn, cái thời gian làm nó nhanh hơn nữa. Và thứ hai là thà rằng mình dùng cái cách là mình làm đi làm lại nhiều món đồ để mình sẽ hiểu được các bước và những cái trường hợp, gặp những cái trường hợp nó xử lý như nào. Còn hơn là mình chỉ làm đi làm lại một món đồ, mình chỉ hiểu một cách xử lý trong cái trường hợp đấy thì nó sẽ không hiệu quả. Mình va chạm nhiều cái món đồ hơn thì mình sẽ hiểu rõ hơn, và có khi quay trở lại cái lúc mà mình làm rồi thì lúc ấy là cảm giác nó thành thục các lệnh, các bước làm hơn. Có khi lúc ấy cảm thấy dễ hơn rồi. Sẽ sử dụng cái lệnh cell này, cell cơ này, chọn tất cả cơ và bỏ nó đi. Quay trở lại một chút về cái mặt này, mình đánh giá lại, nhất là mặt dây nhỏ, kích thước vừa phải. Thực ra thì nó cũng chỉ lớn hơn cái bông tai một chút thôi. Nếu mình xét theo cái chiều ngang này, xét theo cái chiều ngang này, khoảng 14 này, 14,3, chiều dài là khoảng 20, cũng rất là nhỏ thôi. Vậy thì với những cái bông nhỏ như này và trong cái trường hợp cong mo tổng thể, cong mo như này, thì cái độ dày ở đây, độ dày ở đây ngay từ ban đầu là em đã làm một ly, ngay từ ban đầu là một ly, tức là nó đủ cứng cáp rồi, đủ dày dặn rồi để mà cho cái bông, cho cái mặt nhỏ này nó ra sản phẩm nó được, nó không có bị hư hao hư hỏng gì hết, nó không có bị yếu, là tính là lúc ấy là đủ luôn rồi. À, mình có thể là mình sẽ đào lòng đi một chút xíu phần phía trong này, và có thể mình sẽ cắt bớt đi một chút thì nó sẽ như thế nào, còn mình không cần đắp thêm cho nó dày hơn nữa. Và thứ hai là bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ làm, đó là phần phần chấu và phần cây đục, cục khối. Ok, cây đục thì mọi người sẽ để ý cho em, đó là sang cái bản cutter này màu da cam, màu da cam tương ứng với lại cutting này cũng màu da cam luôn. Chấu ấy, thì là setting màu tím ở trên này tương ứng với lại cái màu head này, ở đây nó cũng ghi là cũng là màu tím. Ở đây lát nó sẽ hiện ra, mọi người sẽ thấy ở đây thì cái bảng màu này giống như là mình lựa chọn, có những cái mặc định máy nó sẽ chọn sẵn rồi, màu giống như là màu của cái chấu mà, màu của cây đục rồi. Đầu tiên là mọi người sẽ bấm vào cây đục trước và chọn vào cây đầu tiên trên tên là Gem Cutter này, sau đó mọi người giữ chuột phải để mọi người kéo lên. Vậy thì có phải tất cả những cái viên đá này cùng một size cây đục không, hay là lại khác nhau, đá lớn thì đục lớn, đá bé thì đục bé, hay ngược lại, đá bé thì đục lớn và đá lớn thì đục bé? Giống như chỗ của hiện tại chỗ công ty em đang làm, đối với những cái viên đá mà cái size đá của nó dưới 2 ly, dưới 2 ly thì nó cùng một cái cây đục hết. Có thể là ngàm của cái viên đá này nó hơi rộng hơn một chút xíu, hoặc nó hơi chật hơn một chút xíu, nhưng mà mình chưa hao hết rồi. Chật thì không chật, nó chỉ vừa, hoặc nó hơi rộng hơn một chút, rất là nhỏ. Cảm giác viên đá nó vẫn là vẫn giữ được chắc chắn, không có bị rung, không có bị rung nhiều. Còn từ 2 ly trở lên, 2 ly rưỡi trở lên đó, thì cái cây đục nó sẽ nhỏ hơn. Vậy lúc ấy là cái độ biến dạng của những cái món đồ nhỏ này. Tức là khi mà cái viên đá lớn rồi, cái chấu nó cũng lớn. Mà cái chấu nó cũng lớn thì cái đục ngàm của nó biến dạng ít hơn. Là đối với những cái chấu nhỏ như này. Đối với những cái chấu nhỏ.
thì nó lại bị co vào nhiều hơn. Khi mà đúc cho kim loại nó lại bị co vào nhiều hơn một chút, thì cái cây đục ấy, của đá nhỏ mình dùng nó sẽ lớn hơn cây đục của đá lớn. Đá càng lớn thì cây đục càng nhỏ lại. Mình có thể những cái viên chủ rất là lớn 10 ly, 11 ly chẳng hạn, người ta chỉ cần đục một chút xíu thôi thì hầu như là ra là thợ tay họ nhận, họ lên có thừa có thiếu thì họ cắt lại thì nó sẽ đẹp hơn. Mình chỉ đục đục lấy cái vị trí, tại cái vị trí ngàm đó giữ viên đá đó mình cắt. Ở đây tất cả những cái viên đá của mình đều nhỏ thôi. Em sẽ chọn màu, em sẽ bấm vào chuột phải này và màu 4 này, chuột phải chọn thịt sẽ chọn được tất cả các màu này. Sau đó bấm chuột trái vào đây. Rồi, khi mà bấm chuột trái vào đây rồi nó hiện ra cây đục như này. Thông số mình sẽ chỉnh như này nha, ở dưới này mọi người để cho em nào. Phần trăm cái độ, cái này là cái gì, cái này gọi là độ mở ngàm. Mọi người thấy được rằng là nó mở cái cạnh này lên, có cái mũi tên mở cái cạnh này ra gọi là mở ngàm. Thứ hai này, cái này gọi là độ cao, cao mặt 10, đây là nâng nâng ngàm đấy cũng được đấy. Thì nó sẽ liên quan như này, tức là khi mình đục cái tầm nâng ngàm hay là gọi cao mặt lên 10% như này thì cái chấu ấy, nó cũng đục ở cái tầm đó, thì viên đá này nó sẽ được giữ ở vị trí cao hơn. Tức là mình vẫn nâng, tức là mình sẽ hiểu một cách đơn giản hơn, đó là vẫn cứ nâng cái viên đá thêm một chút nữa, mặc dù là cách bề mặt 0.15 rồi nhưng vẫn nâng thêm 10% theo cái đục, cây đục để nâng lên. Giống như là mình sẽ khoe cái viên đá ra nó sáng hơn vậy đấy. Và cũng là để tránh những trường hợp mà nó lọt sâu xuống lỗ, nó dễ gây vỡ đá, là 10%. Và cái này là 105, 105, 10, 10. Còn cái phần 55 này, đây em sẽ chỉnh cho cái ô này trước, kéo nó xuống. Đó, mọi người thấy được rằng là cái này tức là phần lỗ đục, lỗ hột ở dưới, nó gọi là phần lát mình sẽ dùng này mình đục khối đi sau. Tạm thời mình chỉnh những cái thông số này thì không cần quan tâm đến cái phần chân này vì chưa có đục đến mà chỉ đục cái chấu thôi. Tức là ba cái số trên này mình không cần quan tâm rồi, chỉ cần ba cái dưới đúng số này đã. Chuột phải rất lệnh, khi mà nhấn chuột phải xong nó sẽ hiện ra tất cả những cái đục này ra. Ok, bây giờ khi mà hiện ra những cái cây đục này rồi, mình sẽ phải làm qua chấu. Nhưng mà nếu mà lấy chấu luôn thì nó sẽ rất là khó nhìn khi phải căn theo cái hình cái chấu với cái hình cây đục này. Bây giờ nhé, bây giờ em sẽ unwrap vào này, unwrap vào, giữ lại cái phần này, sau đó lại nhóm lại cái phần này, nhóm lại nha. Bên này em bấm khóa đi, mọi người thấy khóa một cái là nó xám luôn, nó màu xám hết luôn. Còn bên này vẫn cứ để màu da cam để coi hai bên khác gì nhau nếu mình lấy chấu ra. Qua đây setting này, ô setting nha, mọi người sẽ thấy được rất là nhiều chấu. Trong cái trường hợp giải giải đá ở trên khối này thì chấu ở đây em sẽ dùng là dùng cái chấu bi, chấu chung này, chấu bi tròn nhỏ chung này. Bây giờ mình sẽ chọn bên này trước đi, ở ngoài trước đi. Trong cái trường hợp này nó sẽ chia ra, nó sẽ chia ra như nào. Giả dụ nhé, giả dụ ở đây em có 4 viên cùng một size với nhau này thì em copy ra mà thì chắc chắn cùng size rồi. Chọn này, nhập vô chấu này, ở đây dùng chấu chung như này chẳng hạn, tạm thời mình dùng chấu chung như này chẳng hạn. Đó, okay. Mọi người sẽ thấy rằng là
nhất mình nhìn này, nó hiện đủ một thằng làm chính để chỉnh tất cả những cái lệnh liên quan ở đây, còn những cái thằng phụ thì nó sắp thành hàng cho mình thẳng đều nhau và hiện đủ, không có cái nào bị khuất, không có cái nào lớn hơn, cũng không có cái nào nhỏ hơn. Đây là đối với trường hợp cùng một loại đá, cùng một loại đá thì nó sẽ hiện ra như này. Nhưng mà quay trở lại bên này của mình, cái trường hợp bên này nó lại yêu cầu cao hơn, khó hơn. Cái đá nó lại từ lớn về nhỏ cơ, và cái độ thay đổi nó ít. Chỗ nào cùng một size đá thì mình sẽ chọn làm chấu trước. Cái chỗ nào giao nhau, chuyển lớn thành nhỏ, chuyển lớn thành nhỏ này, thì mình sẽ chọn chấu sau. Còn cứ cùng size đá, bé cũng được, lớn cũng được, mình làm chấu trước thì nó sẽ đều hơn, mình sẽ ít phải chỉnh hơn. Và bây giờ như này, để mà mình làm quen trước đối với ba viên đá cùng một size này đã, em chọn ba viên này vì là mình khóa rồi, mình khóa màu rồi, thế nên là mình cũng khóa cây độc rồi, mình chọn đây nó sẽ dễ hơn là bên kia một chút này. Chọn đá nhập vào đây, đối với kích thước chấu như này, mọi người để cho em độ lớn nó là khoảng 0.5 thôi, 0.5 enter này nha, 0.5 này, sau đó mọi người sẽ chỉnh ngược từ dưới lên, độ ăn ngàm đây bằng không này, à cái độ to chân ở đây bằng không, tức là cái chấu mình thẳng từ trên đến dưới thôi. Cái đầu của nó mọi người để khoảng 70, thì nó hơi tròn một chút thôi, cũng không tròn hẳn. Tiếp theo cái thông số này, cái vị trí này gọi là vị trí ăn ngàm, tức là gì, để 30, à hai cái chấu nó sẽ lui sát lại, nó sẽ lui sát lại, nó kẹp cái viên đá vào, kẹp cái viên đá này vào. Rồi lát mình sẽ đục cái ngàm ở đây đi, tức là nó sẽ giữ cái vị trí viên đá ở đây. Rồi ô ở giữa này nó khi 0.2 này, và mình hình gì thì thấy hình dáng cái chân này mình hạ nó xuống 0.4, tức là cái độ âm mặt này, cái chấu này nó sẽ âm vào cái khối này 0.4 để cho nó dư ra. Thì lát là dư ra làm sao thì lát em sẽ nói tiếp. Tiếp tục thì sẽ đến chiều cao của cái chấu này. Đó. Ok. Vậy thì cái chiều cao này mình sẽ căn theo bốn thằng ở giữa này trước, hai thằng ở ngoài, hai đầu này mình không tính, mình căn theo bốn cái thằng ở giữa này. Mọi người nhìn thấy này, có phải nó có nét đứt ở đây, nó là vòng tròn trọn vẹn. Thế nhưng khi mà đưa vào cái cây đục này, khi mà nó thấp thì nó sẽ bị cái cây đục nó che đi, mất cái tròn vòng tròn này. Mọi người sẽ tăng lên, hoặc là mọi người sẽ nhập số ở đây cũng là tăng lên này, ví dụ đang 38 này lên 40 có xem, tức là 0.4 này. Rồi mọi người nhập vào 0.4 một cái thấy nó trọn vẹn cái vòng này là ok, dừng lại, sau đó bấm chuột phải. Thì đây đây là cái chấu chung, cách làm chấu chung giữa những viên đá cùng một size. Trong trường hợp này đối với đá 1 ly 3 thì em dùng kích thước chấu là 0.5. Vậy thì cái kích thước chấu này thì mình lựa sao cho phù hợp thôi. Có thể là tùy mình cần chắc chắn hơn, tức là mình phải đúc hay là mình làm ra cái sản phẩm thực tế đó, rồi mình sẽ nhìn chấu coi nó lớn hay nó nhỏ, nó giữ chắc hay không, thì mình sẽ rút kinh nghiệm trong những lần tới để nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Trong trường hợp này em sẽ giới thiệu mẫu, đó là những cái con số này em đưa ra 0.5, trong trường hợp này đá 1 ly 3 là đủ rồi, nó hơi nhỏ một chút thôi nhưng mà nó cũng đủ chắc chắn để giữ. Khi mà làm đến đây rồi, tức là trong cái khoảng này thì chấu này là ok rồi, nhưng mà giao nhau như này thì là không hợp lý này. Thứ hai nữa
Cái chỗ này nên dư ra ngoài rồi, cũng không hợp lý này. Undo ra. Và loại bỏ. Loại bỏ. Xóa đi những cái thằng mà không đúng. Dùng tiếp cái lệnh này. Tức là mình vừa chỉnh xong này. Mình vừa chỉnh xong. Mình chọn hết những cái thằng đá nào cùng một size clip về. Mình chỉnh hết trước. Sau đó đây, qua đây. Bây giờ như này, khi mà chưa khóa cái cây đục của chẳng hạn thì mình sẽ chọn này sẽ hơi rối chẳng hạn. Và cái thứ hai nữa, đây, khi mà em bật cái này lên thì mọi người nhìn thấy này, về cái độ tương phản giữa các màu á, mình nhìn thấy cái vòng tròn màu tím tím này nó hơi khó rồi đấy. Đó, thế là cái lúc đầu tiên này em khóa luôn. Tại sao lại khóa? Đổi màu cũng được mà. Thì đổi màu thì mình lại đưa chuột sang đây mình bấm thôi. Thì có thể cảm thấy hơi lâu. Em chọn khóa hết một cái, trong khi bấm chuột phải cái là mở khóa là xong, khỏi phải đổi màu luôn. Đổi màu cũng dễ bị chọn vào nó. Nên thôi mình cứ khóa luôn, cho tiện. Và những cái thằng này ăn rút vào. Tại cũng vậy, ăn trước rồi. Xong. Đối với những cái thằng đá nhỏ này. Ở đây lọt vào một viên một ly. Lọt vào một viên một ly lên xóa đi. Đây. Bỏ này đi. Giải viên đá khác. 0.9 này. Hai cái này cũng chưa làm chấu mà bỏ luôn. Khi mà mọi người dùng cái bảng này này, khi mà dùng xong thì mình ẩn nó đi. Còn nếu mình không ẩn nó đi mà mình mở tiếp cái ô tiếp theo ấy, thì giống như nó sẽ tắt mất cái những cái bảng này đi, nó chỉ để một mở một bảng duy nhất như này thôi. Nếu mà chưa để mở ấy, thì nó chỉ có một bảng nó được mở ở đây thôi. Còn mình chỉnh những cái con số này nó lưu lại đây rồi thì mình ẩn nó đi, thì khi mình cần mình lấy ra nó rất là thuận tiện. Không nên ẩn, không nên để mà nó bị mở bị tắt chèn nhau đi. Và đối với cái viên đá 0.9 này chẳng hạn, thì cái chấu bây giờ đối với trường hợp quá to này thì nên giảm xuống 0.4 vẫn to, 0.35 đi, 0.35. Và anh chị với các bạn mình sẽ thấy được rằng là bây giờ cái chấu nó sẽ lọt vào trong nhiều hơn, nó không giống như ở đây nữa. Mặc dù cái độ ngàm đây vẫn là 30% và khoảng cách giữa các viên đá vẫn là như vậy, thế nhưng khi mà viên đá nó nhỏ xuống rồi thì cái độ ăn ngàm này mình sẽ căn theo một cái thằng dễ nhìn này. Thằng dễ nhìn là cái thằng ví dụ mình đã giải viên đá 1,5 ly chẳng hạn, mình nhìn cái chấu đó, mình nhìn cái chấu và cái khoảng cách của nó, nhất là nó vừa phải thôi, nó nằm ở cái cạnh ngoài này của cái viên đá này. Thứ hai là nó ăn ngàm đến đây thôi, đừng sát nhau quá. Nếu mà nó sát vào nhau như này, sát vào nhau nữa thì cái phần này nó rất là cứng, mình nhận đá mà rất là cứng, làm nó không nhanh được. Thứ hai nó cũng rất là dễ vì nó vỡ viên đá. Đây em sẽ giảm cái độ, em sẽ giảm cái chấu này xuống nữa, khoảng là đi. Và độ ăn ngàm đây chỉ là 20% thôi. Đó, nó khoảng như này này. Nó khoảng như này là đẹp. Và nên mình sẽ vẫn cứ căn theo cái đầu viên chấu này. Đó, vẫn căn theo cái đầu viên chấu như này. Okay. Tiếp tục. Giống nhau. Mọi người chỉ cần chọn thôi, giữ shift chọn này. Và bấm cách chống vào. Nó sẽ nhảy ra thôi.
Ok, và mọi người sẽ vẫn cứ giữ lại những cái phần đẹp, những cái chấu tại vị trí đẹp, ăn thúc vào. Đi. Rồi, còn một cái đá remote này nữa thôi là lẻ. Sau đó mình sẽ làm chung giữa những thằng đá lớn và đá nhỏ này. Chấu này thì để 32, chấu này thì để 50. Vậy thì chấu này em để 40 đi. 0.4 đi. 0.4 này. Cao lên chút này. Cao lên chút. Làm đây để 25 đi. Wow. Cái này để mình vẫn để 30 được. 30 được. Mình căn cái chấu ở đây. Này. Đây. Rồi. Đến giao nhau giữa lớn và nhỏ, mọi người sẽ thấy được cái sự khác biệt ở đây. Thế nhé, em chọn này, bấm này. Rồi, mọi người thấy có sự gì khác biệt ở đây? Đó là nó chỉ hiện ở giữa thôi, chấu ở giữa thôi, còn chấu ở ngoài hay xung quanh nó không có hiện, có mỗi một cái thanh thẳng ở đây. Vậy thì ở đây mình sẽ hiểu như nào trong cái trường hợp này. Bây giờ mình sẽ nhìn lại sang cái bảng bên này. Ở đây mọi người sẽ thấy cái ô đầu tiên nó có bên cạnh nó là một cái viên đá lớn này hay là một cái chấm lớn này. Cái ô này là nó có một cái viên đá nhỏ, một cái chấm nhỏ đây. Ta mình sẽ hiểu được rằng là thì ra là cái kích thước chấu ở đây nó là trung bình cộng của hai viên đá lớn và đá nhỏ này. Thế nên nó chỉ hiện ở giữa như vậy. Còn ở ngoài nó sẽ không hiện. Vậy thì mình chỉnh ở đây như thế nào? Đây là ly 3 với lại ly 1 hay là 0.5 với lại 0.4 thì mình đặt đây là 0.45 đi. Tức là nó ở giữa, chỉnh hai thằng đều 0.45 thì nó sẽ hiện được tất cả ra như vậy. Con số giống nhau thì nó sẽ hiện đủ chấu ra. Độ ăn ngang mình vẫn cứ nhìn lại xét ở đây xem cái độ khoảng cách ở đây nó đã cảm giác nó đã hợp lý chưa. Rồi thì mình cứ căn theo cái dễ nhìn nhất này, mình sẽ lựa đây là cái tiêu chuẩn chẳng hạn để mình đi so những cái thằng khác, mình sẽ đi so những thằng khác, cái này sẽ dễ hơn thôi. Ok, ăn chút vào. Ở đây em đổi màu đi một chút cho mọi người dễ nhìn này và cho mình cũng dễ nhìn, dễ lựa chọn này. Cứ chọn liên tục và bấm enter thôi, nó sẽ unwrap vào. Đúng rồi, giữ lại phần giữa thôi. Được. Trường hợp cuối đó là thằng lớn với thằng nhỏ này, thằng 0.3 hơn 0.3 một chút, mình 0.4 thì mình để khoảng 35 36 gì đó. Đây em chỉnh 36 đi. Này. Rồi, vẫn cứ căn theo đầu chấu và dĩ nhiên là căn theo thằng to thôi. Cái này nó hơi sát nhau này. Giảm giảm nữa xuống. Vẫn cứ căn theo thằng to vì khi mà thằng to đủ thì chắc chắn là thằng bé nó sẽ đủ.
khá đủ thì chưa chắc thằng to nó đã, cái chấu nó đã nhô cao hơn để che cho thằng to được. Ok, bây giờ là còn một bước cuối nữa thôi và xong cái phần chấu này. Bài này nó giống như một cái bài tổng hợp vậy á, mình làm rất là nhiều surface, rất là nhiều khối surface cong mo, khối đá nhiều, lại còn nhiều loại khác nhau. Bài này rồi những cái bài khác đây sẽ đơn giản hơn. Ok, bây giờ thứ nhất là mình sẽ thấy được rằng là chấu nhỏ không có chấu, chấu lớn không có chấu. Và thứ hai đó mình thấy được rằng là đối với những cái khoảng trống lớn này nó rộng quá, nó rộng quá. Vậy thì mình chia cái chấu này tách ra thành cái chấu riêng ra để nó thứ nhất là vừa giữ vừa che cái khoảng trống mà đi được đẹp hơn, và thứ hai là nó vào những cái vị trí cong này thì nó sẽ giữ cho cái viên đá này nó được chắc chắn tâm hơn, nó sẽ không có dễ bị tuột ra. Ở đây em sẽ xóa hết những cái chấu kia đi. Mình sẽ copy ra một cái chấu đứng ngoài này. Sau đó sẽ bật vào cái phần cái chấu đứng một mình này mọi người. Con editor. Cái chấu đứng một mình này. Ở đây. Mình nhập nó vô đây. Đó, mọi người sẽ thấy là nó nhảy về cái viên đá ban đầu nó được tạo ra. Sau đó, mọi người sẽ để ý những thông số này. Thứ nhất là mình nắm cái trục ở dưới này. Mình xoay nó về cái vị trí này. Mình làm bước thứ nhất. Bước thứ hai, mình kiểm tra lại những cái thông số này. Vì chấu này lấy ra từ cái lệnh này. Thế nên là những cái con số ở đây nó đã chỉnh được cho mình ba cái thông số này rồi. Mình chỉ cần chỉnh cái ngang ngào cho nó về 30, 35 độ. 30 độ này. 30% đi. Tức độ ăn ngàm đây là 30% này. Và sau đó mọi người sẽ chỉnh cho em nó cái độ lớn của cái chấu. Nhưng mà vì cái độ lớn của cái chấu 0.3 này đối với cái đá 0.9 này nó cũng nhỏ rồi nên là không có giảm chấu xuống nữa. Đó, chỉnh độ cao đây. Chỉnh độ cao. Đó. Cao hơn một chút. Và khi mà có vị trí này rồi, mình muốn tạo một cái chấu qua bên này. Qua bên này thì mọi người sẽ nhấn vào, bật vào đây này. Mọi người sẽ bấm vào F4 này, sau đó sẽ xoay này ra đây. Đó, vậy là mình sẽ có thêm một cái chấu nữa đặt tại vị trí này. Và khi mà muốn chuyển vị trí cái chấu qua cái đá khác thì mọi người cũng tạo một cái mới bằng lệnh F4 ở trên này. Và sau đó sẽ nhập vào set game, chọn viên đá này, chọn thì vẫn bấm chuột trái như bình thường thôi, những cái chấu nó sẽ nhảy như này, sẽ nhảy như này. Vì cái chấu chung này là 0.5 nên chấu phụ này em để khoảng 0.45 thôi, 0.45. Để 0.45 là cái độ ăn ngàm này. Ăn ngàm này. Mình vẫn cứ để là 30%. Sau đó mình sẽ đặt ở đây. Sau đó add form và xoay nó ra đây đã. Rồi. Ok. Như này chẳng hạn. Tạm thời mình tạo đủ chấu và cái hình dáng sao cho nó thẳng hàng với cái đường đá này và cái vị trí tương ứng này. Nhưng mà ở đây khi mà em đưa cái chấu từ thằng bé lên thằng lớn này, chưa có để ý những cái độ cao này. Và cái thứ hai mình thấy được rằng nó lòi ra ngoài rồi. Nó lại lớn hơn cái khối này rồi.
Vậy thì mình lại phải bật cái chỉnh cái edit, mình chỉnh khối đi sao cho nó dư ra một chút, đừng để cái chân trấu nó lòi ra ngoài như này trong quá trình làm đẹp cho cái sản phẩm này. Rất có thể nó sẽ bị hư hao, nó mòn đi, nó không còn cái giữ được cái chức năng của nó là giữ cái viên đá này nữa, bản thân nó có thể là sẽ bị gãy rồi. Tuột cái viên đá này ra ở đây, chỗ này nhập lại vào đây đó, người xoay lại thôi và kéo kéo cái đầu lên, kéo cái đầu lên. Ok, bên này cũng vậy, quay lại ra đây, kéo nó lên. Bây giờ mọi người chuyển luôn cho em từ bên này sang bên này đi, nhưng mà mình chuyển theo thằng lớn, ấn F4, ấn Shift key chuyển qua đây, tức là thằng lớn sẽ chuyển theo thằng lớn để mình không phải chỉnh lại kích thước và độ cao nữa, còn thằng nhỏ chuyển cho thằng nhỏ để cho phù hợp luôn đó. Chỗ này mình sẽ để đây, để đây khoảng cách vừa phải, không quá rộng, và thứ hai nữa là mình thấy được rằng nó cũng theo cái đường vòng cung này, hay là nó theo cái đường hình dáng này, cái đường hình dáng ở đây này mình có thể mình xóa đi, mình chọn nó đây, có thể mình lấy trực tiếp cái chỗ này đặt sang đây cho thằng này 30 độ này. Rồi. Này. Cái thằng bé này mình copy. Bấm vào Shift F luôn để chuyển qua đây. Add form này. Bấm tiếp Add này, bấm Set Game này. Ở đây. Nó có thể để lấn vào như này một chút, hoặc là mình xoay cho nó ra ngoài này một chút, không có vấn đề gì hết. Tiếp tục cho hết những cái viên đá nhỏ này, nó đủ chấu đi đã. Ok, đó, chấu của cái đá lớn này mình vẫn cứ copy nó ra để mà nhỡ đâu mà mình lấy cái chấu có rồi rồi mình bấm lệnh nó lại chạy đi mất, sẽ phải tạo lại, hoặc là nó sẽ đi ra khỏi cái vị trí lúc đầu mình đặt rồi, mình lại phải chỉnh lại cho nó về đúng cái vị trí. Mất công hơn là dùng cái bước copy kia một cái rồi làm luôn thôi. Chỗ nào đủ chấu đôi thì mình để chấu đôi, còn chỗ nào mà chỉ có đủ vị trí để làm chấu chung thôi thì mình đặt chấu chung.
đã xong. Vậy thì em sẽ chọn tất cả màu của những cái chấu này, bấm chuột phải vào màu này. Sau đó mình sẽ đổi về một màu vàng đi. Group lại này. Bấm chuột phải vào cái khóa này, unlock này. Sau đó chọn tất cả những cái chấu này. Mình bấm vô cái lệnh đục này. Chọn cây đục. Chọn tất cả màu của cây đục luôn. Bấm chuột phải vào màu thì nó sẽ chọn là tất cả cây đục. Và mình sẽ thực hiện cái lệnh đục khối. Nào đợi kết quả. Sau khi đục xong, đây, sau khi đục xong rồi, tất cả những cái chấu này nó đều có ngàm của viên đá rồi. Mình sẽ kiểm tra lại cho nó xem có cái nào bị sót không, có cái nào mà mình chưa đục không, hay là cái nào mà đục nó bị hư chấu không. Thì mình sẽ nhìn ở đây, đây là về phần chấu này. Trước khi mình làm đục khối này, em sẽ chỉnh lại cái khối này một chút cho nó nhô ra. Vẫn dùng credit thôi, số điểm vẫn đang lớn này. Thì là mình nhóm cái chấu lại với nhau rồi. Và ở đây mình sẽ nhóm những cái viên đá lại với nhau thành một nhóm để mà chọn chỉnh, nó không có bị ảnh hưởng. Ở đây em sẽ kéo theo bên hông này, thêm một chút xíu này thôi. Như sau, để bên ngoài này cũng vậy. Mình sẽ không có phải là lấy lại cơ vẽ lại khối như ban đầu rất là lâu. Đó, chỉnh theo hình dáng sợi cơ chính là sẽ thay đổi rất là nhỏ, không thấy được cái sự biến dạng của nó. Còn là cái này, vị trí này nằm ở phía trong, không phải là cạnh ngoài. Cạnh ngoài mình chà nhám, mình đánh bóng nó bị hư hao đi. Cái này phía trong một chút xíu như này được, không sao hết. Và bây giờ em sẽ chọn tất cả những viên đá này và bấm vô phần cây đục này. Cái thông số mình làm đục khối bây giờ nó sẽ là như này. Ở đây, sau khi nhập cái số liệu ban đầu của cây đục chấu rồi thì cái tại cái vị trí nâng lên này, tại cái vị trí nâng nâng cái cây đục lên 10% thì ở đây mình giảm ngược lại xuống trừ 10%. Những cái thông số khác, cái 55 này thì đối với cái trường hợp này đá chỉ là một cái đường thẳng thôi, một cái hàng thẳng với nhau thôi. Mình có thể là mình để lỗ nhỏ hay là mình để cái lỗ hồn mặc định thì mình để 50% giống như này, hoặc là mình muốn cho nó món đồ nó nhẹ hơn đi chút nữa thì mình có thể mình đục cái lỗ này lớn hơn, nó lên đến khoảng 60% vẫn được thì mình sẽ đục. Ở đây để mặc định 50% thôi, xong rồi bấm chuột phải. Đó, mình sẽ như này. Và mọi người sẽ để ý xem mà nó có bị lấn vào nhau không, nó bị lẹm vào nhau không. Không, vì cái khối mình để vẽ riêng không có chạm nhau nhiều này, đá nó cũng không có chạm mép khối này, này. Thì mình sẽ chọn tất cả những cái phần khối giải đá này, mình giữ ship mình chọn này. Sau đó mình sẽ bấm vô cái lệnh đục này, rồi sau đó sẽ chọn vào cái cây đục này để thực hiện lệnh. Đây, kết quả là như này đây mọi người. Đó. Nhưng mà đối với cái bản thân một cái khối này, một ly rất là dày, có thể mình sẽ đục bớt cái phần phía dưới này đi, đục bớt cái phần phía dưới này đi. Trước khi đục cái đó thì mình sẽ làm bên cái ổ hột, cái viên đá giọt này trước cho nó đồng thời luôn. Về đây như này, khi mà cái viên đá giọt đặt tại cái vị trí này rồi, đặt tại cái hình dáng này, nhìn thấy nó cũng vừa vặn rồi, đường mép các thứ nó cũng vừa vặn, nó không có bị chênh lệch nhiều rồi. Ở đây mình sẽ kích kích vào cái đường tròn,
để mình chọn lại cái ô giữa này sao cho nó phù hợp nhé. Mọi người sẽ move xuống, mọi người sẽ move xuống. Ví dụ để khoảng đầu viên đá này, nhô lên cái khối này. Tạm thời mình chưa biết nó là bao nhiêu hết, xuống bao nhiêu cho nó đủ bây giờ. Xuống bao nhiêu để cho biết được đến đâu là dừng. Chưa có một cái mức nào hết. Đấy, thì mọi người cứ dừng như thế. Và sau đó sẽ nhập vào cái cây đục này. Sẽ nhập vào cái cây đục này. Bây giờ mọi người sẽ chọn cho em khoảng cái cây đục của cái viên đá giọt này. Nó sẽ rất là khác. Thì anh chị mình tiếp xúc nhiều với cái viên đá giọt này, mình sẽ thấy được thực ra là cái cạnh ngoài của viên đá này nó dày hơn cái viên đá thực tế, nó khác rất là nhiều. Cạnh này nó dày hơn, nó không có mỏng mép như này, nó không có mỏng như này mà nó dày, nó cỡ phải 0.5, nó cỡ khoảng 0.3 mấy đến 0.6 gì đó, tùy dao động. Cạnh dày, mép dày và cái chiều, cái độ này của cái viên đá, cái độ cao là cái viên đá tầm cao này, nó sẽ ngắn hơn đi một chút xíu. Và nếu mà cái viên đá màu như thế chẳng hạn, nó lại còn ngắn cái chiều dài này hơn, cả chiều dài và chiều rộng nó còn ngắn đi, nó không có ổn định dai, không có giống như viên đá tròn. Thì đó thường thường là như vậy. Khi mà cái cây đục mình đưa vào đây, mình đưa vào đây, vào đây. Thì đầu tiên em sẽ trả về cái độ âm này cho nó bằng không đã. Rồi, cái này mình sẽ lại mở to hơn một chút, đó là cái này mở 107 này. Và cái này mở khoảng 14 đi, 14% đi, là nó dễ nhớ, tức là nó khoảng như này nha. Enter này, bây giờ đưa vào mình thấy được rằng là cái mép trên của cái cây đục này, mép trên cây đục này nó vẫn còn nằm ở đây, nó chưa hạ xuống và nhìn nó chưa được đều lắm, nó hơi bị cái cao cái phần này đây, nó hơi bị phần cao ấy lên. Thực ra thì là do cái cây đục này nó hiện ra thôi, chứ nãy mình nhìn cái viên đá nó cũng không có lệch như này. Và ở đây mọi người sẽ mu xuống, bấm lệnh mu này, kéo theo cái đường chéo của cái khối này 0.2 nha. 0.2. Rồi. Nhập lại cái đục vô đây. Để tăng cái chân lên. Tăng cái chân đục lên. Chân đục của cái đá tròn mình để có 50 thôi à. Chân đục của cái đá giọt này để cho em 80 nhé. 80, enter. Bấm khối. Bấm lệnh đục. Bấm cái đục OK. Đây là bước 1. Đục xong thì sẽ như này. Bước 2. Tức là mình sẽ có cái cơ này, cái cơ này nha mọi người. Cơ mép này này. Mình sẽ lấy cái cơ này ra. Sử dụng lệnh lấy cơ này. Lấy là phải lấy đủ. Nếu mà ở đây mọi người khó chọn đấy, thì mọi người chọn lùa lùa vào phía trong này, lùa lùa phía trong viên đá này. Đó, khi nó trọn vẹn rồi đấy, bấm lấy cơ, đẩy ra. Sau đó mọi người có thể là mọi người sẽ roi lại, roi lại kín này, sợi cơ kín này. Bấm lệnh lan surface đi. Đó, cũng ra này, cũng ra surface nhé. Hoặc là bấm lệnh ít chút này, mọi người để ý này, nó sẽ theo cái hướng nghiêng, theo cái hướng nghiêng của cái cây đục lúc vẽ, vậy là cũng đúng này. Nếu mọi người tạo surface bằng cái cách kia thì mọi người sẽ offset both side ra, offset both side ra. Ở đây, trong cái trường hợp này, nó đứt bên này, em không muốn nó có nét đứt bên này, thì mọi người sẽ đánh giá nó lại này, có phải là dĩ nhiên cái viên đá nó được lấy ra này, thì có phải là nó sẽ đối xứng hai bên không? Nó sẽ đối xứng hai bên đúng không? Trong cái trường hợp này, mình có một nửa bên này trọn vẹn đẹp này. Mình phá nó ra. Phá, xóa cái phần bên này đi. Và mình sẽ dùng lệnh mirror được không? Mirror này. Bây giờ nó nghiêng như này.
nghiêng các hướng như này thì sẽ phải cần phải gọi là thêm một bước, đó là chọn mirror, nhưng mà chọn 3 điểm. 3 điểm. Mình hình dung là ba cái điểm này nó sẽ tạo thành một mặt phẳng. Cái đối tượng mình đang chọn nó sẽ đối xứng qua cái mặt phẳng đó. Và mình sẽ biết được rằng là thứ nhất cái đỉnh nhọn này, và thứ hai là cái đỉnh dưới này tương ứng với cái điểm này và cái điểm này, thì nó đi qua cái trục đối xứng này, hay gọi là nó nằm trên mặt phẳng đối xứng của cái viên đá này. Thì ở đây mình chọn cái hai điểm dưới này, hai điểm dưới, và sau đó sẽ chọn cái điểm trên này. Mọi người nhìn thấy này, đó, cái nét mờ mờ màu đỏ ấy, đấy là mặt phẳng đối xứng, và cái kết quả thì nó hiện sang bên này, surface này. Đấy là cái cách sử dụng lệnh mirror trong trường hợp đối xứng trong không gian, sử dụng mirror và chọn vào 3 điểm. Rồi lại này, bấm lệnh khép, đóng khối lại này. Đó, mọi người thấy nó đóng khối lại này. Vậy thì mình đang làm đúng rồi nhé. Vừa phẳng, vừa kín này. Tôi sẽ tạo cái khối này ra để làm gì? Để em đẩy trở lại đây. Đẩy trở lại đây nhé. Mọi người lại đẩy cái này ra nhé. Giữ shift, kéo ô vuông lại. Mình sẽ thấy là nó xuất hiện cái mép đá này. Sẽ xuất hiện cái mép đá, có thể nó không đều lắm. Không đều lắm là do cái trục này. Cái trục này nó không có nằm chính xác chính giữa ở đây thôi, chứ không phải là do mình làm lệch. Mình cứ thu về tương đối như này. Đó, coi như là vòng mép đi. Và đẩy cái này sang. Sau đó phải kéo cái này lên, chứ đừng có đục ở dưới. Tức là nó đục ở phía ngàm này. Từ phía ngàm lớn này. Đây, phía ngàm lớn đây, trở lên thôi. Đây, mô lên. Xong rồi mọi người chọn nhìn này. Mô tiếp lên. Mọi chọn để nhìn. Đây, nó nằm ở đây rồi. Rồi nó chỉ còn đục với phần cái ngàm ở trên này thôi. Phần ngàm ở trên đó. Và mình chọn mình đục đi. Đây, kết quả. Đây, kết quả được tạo ra đây. Nó sẽ nhỏ hơn, hay gọi là nó bằng cái viên đá một chút xíu. Thì khi mà trong quá trình làm những khâu tiếp theo thì nó sẽ co lại một chút là vừa. Mình sẽ cho được cái viên đá này vô vị trí này. Và cái ngàm này nó cũng đủ giữ viên đá, nó không bị vỡ. Không bị vỡ mà cũng không có lỏng. Ở đây, mình sẽ đo lại độ dày đây. Thế có thể sẽ sử dụng cái lệnh distance này. Distance này. 0.1. 0.1 này là ok rồi. 0.1 này. 0.12. Chắc chắn rồi, là nó sẽ có cái miếng nó sẽ hơi dày hơn một chút. Miếng nó hơi mỏng hơn một chút. Vì đây là một miếng mo. Một miếng mo. Có vẻ hơi đều thôi chứ không thể đều tuyệt đối 100% đối với viên đá này được. Còn nếu mà muốn làm đều tuyệt đối 100%, mình lấy cái viên đá này ra từ ban đầu, xong mình sẽ lấy cơ chẳng hạn. Mình sẽ ướm cơ vào sao cho nó vừa vặn nhất. Vừa vặn nhất mình làm. Nhưng mà dạng không cần thiết lắm. Mình để nó khoảng tương đối, chênh lệch một chút xíu như này nó cũng là đủ rồi. Rồi. Vậy thì ở đây, nếu về xét về cái cơ bản là mình đã xong rồi. Còn có thêm một chút các bước đó là mình sẽ làm phần, ví dụ phần đầu lòng đi thì nó sẽ như thế nào. Ở đây em xếp cái miếng này nhé. Em xếp cái miếng ngoài này đi. Em xếp cái miếng ngoài này đi như này. Mình thấy rằng là cái độ dày này, cái lỗ hổng còn rất là nhiều. Và nó cũng liên kết vào đây rồi. Và cái thành ngoài này vẫn là một ly trọn vẹn. Vậy thì cắt đi. Đây, em xét một mình nữa coi. Như này. Đầu tiên là có thể mọi người sẽ lấy cho em cái surface ở dưới ra. Lấy surface ở dưới ra này. Có copy nha. Ăn chi môn lại luôn.
Đây. Rồi. Sau đó mọi người sẽ extend nó cho nó lớn hơn một chút. Cho đấy, extend nó ra 0.5 này. Rồi, cho nó lớn hẳn hơn như này. Sau đó mọi người sẽ lấy cái cơ này ra. Lấy cái cơ này ra. Xong rồi, cắt đi cho em đến đây nhé. Bấm lệnh cắt này, tức là mình cắt loại bỏ cái phần căng tròn này đi, chỉ giữ lại sợi cơ ngắn này thôi. Rồi à, mình cắt từ bên ngoài đi, cắt từ bên ngoài đi, thì mình cần là cần cái độ dày thành ở ngoài cho nó đều nhất, nó đều nhau nhất, thì mình sẽ giữ lại cái cơ ngoài này. Bây giờ mình chỉ sẽ offset vào, offset cơ on surface vào cái độ em móc xếp vào khoảng 0.6 đi, 0.65 đi, đó nó sẽ làm như này. Hoặc là mình muốn cho nó đẹp hơn đã, cho nó đẹp hơn thì sẽ tránh những cái lỗ hổng này. Rồi em móc xếp vào khoảng là 0.4 này, 0.4 vẫn chưa được, 0.3 này. Đây 0.3 để em tránh hết những cái lỗ hổng đi ra không có chạm được. Rồi cái đường cong này hoặc là cái đoạn này mình sẽ phá ra, phá ra nhé. Rồi dụng tiếp chọn cơ này, dùng cái lệnh extend cơ này, chọn cung cong này, bấm vào đây lượn nó qua đây, bấm vào chu vòi này lượn nó sang bên này, xem bên này như này đi chẳng hạn. Rồi lại lên đây, lại lên đây như này. Người sẽ vẽ cho một cái sợi cơ thẳng nối từ đây đến đây để làm gì, chỉ để trim bỏ vào phần khung ngoài đi, phần này còn thiếu này, phần này còn thiếu thì có thể là bật điểm lên, bật điểm lên, mua trực tiếp cái điểm này ra, mô trực tiếp điểm này nó không có biến dạng gì nhiều đâu. Bấm vào lệnh chim cắt từ ngoài đi, cây nó hơi kỳ như này đó. Mình sẽ offset bút sai, offset này offset này, ví dụ 0.5 đi, bút sai này enter. Đó, bấm chọn khối này, bấm mô cái lệnh đục này, bấm khối này đục đi. Đây là cái kết quả đào lòng mình tạo ra được sau khi lấy một cái khối từ hình dáng cái khối trên, từ cái hình dáng khối đem đục đi, sẽ để lại một cái thành em offset vào hình như có 0.3 thôi, 0.3 vì là để ví dụ cho các anh chị thấy và mình nhìn được nó trọn vẹn đã. Còn cái độ dày ở đây đối với cái bông đối hay là đối với cái mặt kích thước có 14 20 như này, mình để vào khoảng 0.5 hoặc là 0.6 là ok, là đẹp, trông nó cũng cách cứng cáp. Nếu mà khi mà nãy em móc xét vào như thế thì có phải là mình hình dung mà cái thành dưới nó bị xuất hiện những cái lỗ, nó sẽ lẹm 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 mà như này, nó rất là xấu, và cái đấy nó không được phép làm. Tức là gì, mình có đục cái lỗ hột trên này nếu mà nó có chạm vào cái thành này đi chăng nữa, có chăng mình sẽ đục ít thôi, tức là cái chân của cái lỗ hột này mình chỉ cần để đến đây hoặc là nó sẽ giao vào cái thành này một chút như này thôi, không có đục lẹm cái thành này, cái thành này để cho nó trọn vẹn như này thì nó sẽ cứng cáp hơn, nó sẽ cứng cáp hơn, khỏe hơn, nhìn hình dáng nó cũng đẹp mượt mà hơn. Đó. Thì nếu mà làm theo như vậy ấy, thì cái bước đào lòng này nó sẽ phải trước cái bước đục lỗ hột, hay là mình sẽ nói lại một cái, đó là khi mà cái bước 3, bước hoàn thiện này nó sẽ bao gồm chia đá, nhưng mà mình sẽ làm khối này cho nó trọn vẹn này, sau đó chia đá này, sau đó sẽ đào lòng
và làm những cái thành phần khác trước, ví dụ như là phần hột này không liên quan gì hết này, mình sẽ làm này, hoặc là mình sẽ làm những cái thanh liên kết trước này, dính lại tất cả những khối này lại với nhau này, hoặc là mình sẽ thêm khoen, thêm giọt vào đây này, sao cho gần như là chỉ cần giải chấu này, đục lỗ hột nữa là hoàn thiện món đồ thôi. Mình sẽ để cái đấy đến bước cuối cùng. Vì sao? Vì thêm một vài cái yếu tố đúng không? Đó là trong quá trình mình làm đá và mình giải chấu, nó có những cái phát sinh thêm cái chấu nó hơi lấn ra ngoài một chút này, hay là nó nghiêng một chút này, hay là sau khi giải xong cái khối đấy mình nhìn cảm giác nó đang dư nhiều cái phần này, nó đang dư nhiều cái phần này, mình có thể mình sẽ chỉnh khối lại, mình sẽ cắt lại đi đó. Thì khi mà cắt lại thì nó cũng ảnh hưởng đến khối, mà nếu mà đục lỗ hột rồi thì nhiều khi mình ăn chim lại, mình làm tiếp nó lại vướng các bước với nhau. Thế nên là mình sẽ dành cái công việc này xuống cuối cùng chỉ để hoàn thiện nó một bước đấy là xong thôi. Thì cho cái trường hợp vào lòng này thì mình làm cái món đồ là tùy thuộc vào độ dày, độ mỏng, cứng cáp hay là chất liệu của cái món đồ thì mình sẽ làm hoặc là không làm sao cho nó phù hợp. Là ở đây em sẽ không có đục nữa chẳng hạn, coi như là cái bông, cái mặt này mình xong. Thì nếu mà xong như này có những cái điểm nó dư ra, nó xấu ra như này, thì anh chị có thể là sẽ sử dụng cái lệnh nhà bo góc này, mình sẽ bo lại để sao cho cái thông số phù hợp. Đúng rồi đi. Nếu mà không bo được mình sẽ ăn chim lại, ăn chim lại thì cứ thế này. Thế mình sẽ extend surface ra, extend surface ra, sau đó sẽ offset ra, offset ra, bỏ bút sai đi nha, bỏ bút sai này, chọn cái khối này và đục nó đi. Nếu mà không đục được, mọi người lại chỉnh cho em kích thước nó đi một chút xíu, chỉnh cho đi đó. Mọi người nhìn thấy cái kết quả này nó cũng vậy à? Khi mà mình không đục được, mình sẽ thay đổi vị trí đi một chút thôi là sẽ được hết rồi. Còn những trường hợp này, giả dụ không muốn đục chẳng hạn, đục nó hoặc là bo này giờ nó cũng xấu, nhìn cái món đồ nó không có liền lạc lại, nó nhô nhiều cái phần dưới này. Thì ở đây mình có thể mình lại vẫn sử dụng cái lệnh chỉnh khối, nhưng mà khi mà đến đây rồi có những cái yếu tố thay đổi cái khối rồi, có lỗ hột, có các thứ, có vị trí đá, vị trí chấu rồi, mà mình muốn dùng cái lệnh này mình chỉnh thì đây người sẽ tăng thêm số nữa. 7 gì đó thì chẳng hạn, 7 thì tức là trên là 8, với cái số lượng điểm nhiều như này, nhiều như này thì mình chọn ra cho nó mấy cái hàng dưới này cho nó phù hợp, không có ảnh hưởng đến thằng trên hết, mình kéo lên thôi. Thì mọi người nhìn thấy này, gần như ở trên này, tức nó đây này, cantoni này đó, nó chỉ lên có chút à, nó không có nhiều, không có ảnh hưởng nhiều nữa, mà đây là cái khối này giờ đây nó sẽ liền lạc lại với nhau rồi, nhìn thấy nó liền lạc lại với nhau rồi như này đó, vậy là ok thôi. Nên em sẽ bo lại phần này rồi xong, cái này bị rách này, mình sẽ bo ít hơn rồi. Ok, khi mà bo xong rồi người nhìn lại một chút xem những cái khối này có phần liên kết lại hết với nhau không, cái đầu này rồi ra như này, liệu nó có yếu hay nó khỏe, thì có thể là mình sẽ dính cho nó một cái khối cầu vào đây, mình sẽ dính cho nó một cái khối cầu. Sẽ dính vào như này đây đó. Đồ nó cứng cáp lại, nó đỡ bị méo, nó rất là nhỏ,
khi mà ra cái sản phẩm thực tế mọi người chưa không có thấy được nó đâu. Ok như này. Rồi. Bây giờ em sẽ rút lại này. Và sẽ làm nhanh một cái giọt nước. Cái giọt nước để mà mình gắn dây. Mình sẽ xỏ dây qua. Thì cái giọt nước đấy, cái kích thước nó khoảng bao nhiêu? Thì lấy cái bật cái lưới lên này. Là sẽ mu ra, mu cho nó về chính giữa này. Mu cho nó về chính giữa này. Đầu tiên sẽ vẽ một cái đường thẳng. Đây. Để tâm như này, xong rồi sẽ mô này ra. Bây giờ mình sẽ chọn trên này, mô cả này xem. Đó, lấy đối xứng, lấy đối xứng, xoay nó đi một chút. Phóng lớn lên một chút. Rồi. Ở đây vẽ một cái hình tròn, vẽ một cái hình tròn, có thể bắt đầu từ đây đi nè. Ẩn hết cái kia đi, dùng cái lệnh này đây, bấm không enter nó sẽ về giữa này, kéo cái này về, kéo cái này về và phóng lớn nó lên sao cho nó bằng bằng cái độ lớn của hai cái thanh kia. Thế như này. Đây mình sẽ bật cái điểm này lên. Sẽ xoay cho em cái này ra đây nhé. Để mà bật điểm lên. À, nó vẫn như... Mọi người bật điểm lên rồi án xoay. Xoay đi. Cứ ship này. Đó nó sẽ như này. Chọn điểm này. Mu ra. Mu ra. Nắm điểm trên. Đặt sang đây. Bật điểm point lên. Đặt sang đây. Đấy. Vậy là xong, vậy là ra hình dáng của cái giọt nước rất là nhanh, hơi bị cứng một chút xíu thôi, hơi bị cứng một chút xíu thôi. Xong mọi người sẽ bóp trở lại lại một chút như này và mọi người sẽ sử dụng cái lệnh cái chút surface đặt đây để lên đây như này ha. Mọi người sẽ dùng cái lệnh keo này bắt cái điểm qua chỗ này, nắm điểm hoặc là không cần nắm điểm, kéo ra ngoài, đặt ra ngoài, kéo cho nó về cái kích thước của hai cái sợi cơ lúc nãy thôi. Đó nó sẽ thành như này. Rồi mọi người kéo sang, mọi người sẽ giữ ship này, kéo lớn cái sợi cơ lên, bật điểm lên, mô cái đằng này ra một chút xíu thì cho cái phần đầu à, nó lớn hơn chút, từng nhỏ quá. Rồi, chọn lên chim này, cắt cỏ đây đi, đây đi. Sau đó sẽ dùng lệnh kép đóng nắp lại, đóng nắp lại. Rồi sẽ sử dụng lệnh offset cơ, offset cơ đây. Cái cơ nó đang đứt. Cơ offset 0.5. À mà đây sẽ thử một cái lệnh khác. Mọi người sẽ nhìn ở đây nhé. Nó là cái lệnh sale này. Sale này. Tức là gì? Là đào lòng một cách nhanh hơn. Khoảng cách ở đây là 0.5. Khi mà chọn một mặt này, bấm chuột phải thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng ở đây nó đang lỗi nhé. Nhưng mà em cứ nói trước, mọi người sẽ thấy rằng này, trên xuống, dưới lên, phải vào, trái sang, hay là mặt bên này, tất cả đều là 0.5 hết. Ở đây mình sẽ hiểu là, ở đây xin sẽ vẽ một cái khối chữ nhật nhanh nha, để cho mọi người sẽ hình dung một cách dễ hơn. Cái lệnh này nó cho phép mình làm nó đơn giản đi một chút đối với những cái trường hợp đơn giản. Còn những cái trường hợp này là bấm cái lệnh này, nó không thực hiện được này. Bấm vào lệnh sale này 0.5 nhé.
chọn mặt trên này, bấm chuột phải này. Đây, cái kết quả đây, mọi người sẽ thấy được rằng là tất cả những cái thành còn lại, chọn mặt nào nhé, thì mặt đấy nó sẽ bị đục đi. Và tất cả những cái thành còn lại thì cái kích thước của nó đều là 0.5 hết. 0.5 này, 0.5 hết. Đây là trường hợp chọn một mặt trên nhé. Bấm lệnh sale này, mặt trên, mặt dưới thì xuyên qua nhé. Và tất cả những cái thành thành còn lại đều là 0.5 hết. Thế thì đối với hai mặt cạnh nhau thì sao? Thì hai mặt đó loại bỏ còn lại những cái thành không được chọn thì nó sẽ tạo thành cái khối như này. Mặt thì sao? Đây. Đó, mọi người kia có thể thử nhiều trường hợp khác nhau. Nó sẽ ra những cái kết quả. Quay ngược trở lại đây. Khi mặt mình không đục được nhưng mà em lại lấy được cái sợi cơ. Nãy mình offset cơ thì cơ nó đứt mà. Đây. Đây. Sợi trong mình đúng. Lấy ra cho mình roi lại. Đấy, roi kín này. Đẩy ra ngoài. Copy đó, bắt trở lại này. Ok này, đó, paste đây. Và cái sợi cơ này sẽ bấm vào đây. Bấm. Bấm vào đây. Không cần. Mọi người sẽ sử dụng cái extrude luôn. Extrude chọn hướng này. Như này. Đó, nếu mà nó méo như này thì mình cứ sử dụng cái lệnh press solid trước xong có được không? Cũng được luôn này. Thì là xong rồi, ra. Đây là một cái giọt nhỏ, độ dày 0.5. Rất là nhỏ thôi. Bo cái đầu cạnh đi một chút. Cũng 0.5 luôn đi ha. Đó, nó sẽ như này. Thì mình xỏ dây nhỏ thôi. Còn đối với những trường hợp giọt lớn hơn, đối với những trường hợp làm cái giọt này lớn hơn thì nó sẽ có thêm những cái hình dáng khác. Mình có thể thay đổi sao cho nó biến tấu đi, cho nó đẹp. Còn về cơ bản thì hình dáng nó như thế này. Chỉnh từ cái đường tròn ra và keo lại một chút xíu. Keo lại một chút xíu. Còn nếu trông nó hơi nhỏ em có thể dùng cái lệnh theo trực tiếp, theo 3D lên, bóng lớn lên, bóng lớn lên chút xíu đó. Nếu mà thấy nó hơi dày chẳng hạn, nó cần thu nhỏ lại, mình có thể mình sẽ sử dụng lệnh edit. Bây giờ mình sẽ giảm xuống 2 điểm, enter, và kéo phần này nhỏ lại. Giờ thì chỉnh khối 2 điểm như này thì rất là dễ. Rất là dễ chỉnh, nhìn nó cũng đẹp hơn, đường nét nó thẳng hơn đó. Về cái độ ứng dụng của cái lệnh chỉnh khối đó, áp dụng vào cái trường hợp, những cái trường hợp này rất là hay, biến tấu được nhiều kiểu rồi. Cũng hoàn thành được cái bài tổng hợp về mặt này. Có thể nó bị hơi kéo dài một chút, nhưng mà về cái lượng kiến thức thì nó cũng hơi nhiều, nên là em cũng không có thể đẩy nhanh lên được, không có thể làm tắt được. Nó tuần tự một chút thì cho mọi người sẽ cảm thấy nó dễ hiểu hơn mà nhớ được các bước, các quá trình làm. Anh chị và các bạn thì có hỏi gì không ạ? Không hỏi gì hết. Dạ. Ok. Vậy thì em sẽ kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Em sẽ gửi những cái bài tập mà sao cho nó đơn giản hơn một chút để mọi người sẽ luyện tập lại các bước như này. Cả về phần rải đá, làm chấu, phần đục lỗ hột này, hay là cũng có thể là kể cả phần đào lòng này, mình sẽ tìm hiểu thêm, mình sẽ áp dụng sang những cái món đồ tới thì nó sẽ được nhanh hơn.
Tôi em chào anh chị nhé. Em chào các bạn. À, chào tấm cho mọi người. Giờ đi cùng bà chạy vào vườn và khóc.